Anh nhận đấy, khiếp rồi, thôi. Thế này thì chắc là thôi vỡ nợ mất thôi, thì bao nhiêu người bóc đây? Từ sáng giờ là bao nhiêu người bóc rồi đây anh? Ôi, chết tôi anh ơi, này các chị ơi. Eo ơi, Tết nhất rồi mà bây giờ em bảo là năm nay nghỉ sớm mà. Eo ơi, thề luôn mọi người ơi này. Những cái tip kem đánh răng này Thảo bán nó có đắt đâu hả mọi người? Thật sự luôn là có những like, ôi dồi ấm này. Khiếp thề luôn, không thể nào mà bảo là làm sao mà không phát khóc lên được các chị ạ này. Này, tất cả xong nồi các kiểu anh ơi. Thế bây giờ đây này, nồi cơm, nồi giếc thật sự luôn. Các chị nhìn cho em, cái đống hàng bom như thế này thì các chị bảo là em không buồn phát khóc lên được. Thật sự luôn, ra đến kho các chị ơi. Eo ơi, thề luôn mọi người ơi, ở trên Lào Cai về. Ôi các chị ơi, nước giặt, nước giếc của em nó vỡ này mọi người ơi. Thật sự luôn các chị ơi. Em nói thật, những cái bà bom hàng, các chị thương bọn em, thật sự làm không được nhiều tiền đâu các chị ơi. Không được nhiều tiền đây, như cái chảo này 500-600 nghìn, có khi bán cho các chị gái hơn 100 nghìn em cũng bán rồi. Bây giờ lại một đống này trong đống trong nhà nữa anh. Em ơi, thật sự luôn các chị ơi. Thôi bây giờ như này đi, đẩy sữa này. Các chị ơi vào đơn luôn đi, hôm nay là đây bóc đến đâu là em cho hết luôn. Tất cả em xin phép là hôm nay em bóc xong em cho nhân viên nghỉ Tết nhá các chị nhá. Eo ơi, bây giờ cứ nghĩ là năm nay thôi thì đấy các chị ơi, thì không ấy gì đứng cho em có bánh trưng, mà bây giờ thảm họa như thế này thì còn bánh kẹo, bánh trái gì nữa mọi người. Vào đơn luôn cho em này các chị ơi. Lên đơn cho em mã hàng là xả một đi. Sữa này đúng không? Đây bằng này hộp nhá mọi người ơi. Sữa em bán mấy trăm nghìn hôm nay, em tặng các chị 10 nghìn đồng luôn hộp sữa, cay lắm rồi. Thật sự luôn, chia sẻ like cho em, phát thả tim em, phát cho đơn. Ok chưa? Lên đơn cho em mã hàng là xả một kèm số điện thoại cho em. Ok chưa? Xả một này, xả hai máy sấy tóc cũng 5 nghìn đây, sấy tóc luôn 5 nghìn đồng, ok chưa? Máy sấy tóc 5 nghìn đồng, xả hai cho em Thảo Trần, ok chưa các chị ơi? Tất cả các chị gái vào đơn này, này đèn lồng cho em, xả ba cho em à, xả ba 5K, thật sự luôn trong nhà đó anh. Đây này các chị ơi, thùng nọ thùng kia, mọi người ơi vào đơn. Eo ơi, thề luôn các chị ơi, đây hàng hóa đây, em vào đây luôn cho các chị xem. Eo ơi, dã man luôn anh Vinh ơi, đi vào đây xem nào. Trời ơi, thật sự luôn, những cái xe đạp, những cái vali này còn bom. Vali này thì bom thì chịu luôn rồi. Ôi dồi ôi, này đây bây giờ như này đi. Eo ơi, thề luôn này. Xe này các chị lên đơn cho em mã hàng là xe vàng đi các chị ơi. Xe vàng 10K cho em nhá. Xe vàng 10K mọi người ơi. Ôi dồi ôi, bộ nồi Đức vỡ này. Các chị ơi comment cho em mã hàng là bộ nồi vỡ kèm số điện thoại cho em. Bộ nồi vỡ nhá, đây là nó bị vỡ vung này các chị ơi. Mã hàng cho em Thảo Trần là bộ nồi vỡ kèm số điện thoại. Quỳnh Ngân mày quay máy các chị đi, xong chưa? Bộ nồi vỡ kèm số điện thoại cho em tặng luôn các chị gái luôn. 20 nghìn đồng, 20 nghìn đồng, ok chưa? Cho 5 cái nồi nhá, vỏ vùng, ok chưa? Có cái vỏ, có cái không nhá mọi người ơi. Lên đơn cho em mã hàng là bộ nồi vỏ kèm. Nào các chị ơi, nào cho chị em bộ ấm chén này đi các chị ơi. Bộ ấm chén xong chưa Quỳnh? Đây nhá mọi người ơi, cầm máy này. Tất cả các chị quay xe ra đây này, đây để bóc hàng bom này các chị ơi, nhìn cho em này. Nào thôi bây giờ bộ ấm chén như này nhá. Mọi người ơi, bộ ấm chén lên đơn cho em là bộ ấm chén kèm số. Bộ ấm chén kèm số tại các chị luôn, 20 nghìn đồng, 20 nghìn đồng, ok chưa? Ôi. Mọi người ơi, chia sẻ like. Chia sẻ like phát ạ, ok. Chốt hết, chia sẻ like là có đơn này. Ok ạ. Lên đơn cho em mã hàng là bạn là hơi kèm số. Bạn là hơi kèm số tại. Bạn là hơi này hôm nay tặng các chị luôn 20 luôn. Ủa. Mã hàng cho em Thảo Trần là gì? Bạn là hơi kèm số tại. Kèm số tại ạ. Bóc hết ra đây, đây là đèn sưởi các thứ, ok chưa? Ok. Rồi, đèn sưởi này tất cả mọi người ơi, chia sẻ là có đơn nhá. Chia sẻ là có đơn ạ. Nói thật là các chị ơi đừng bom hàng của em nữa. Tất cả hàng này em cho hết, ok chưa? Ok. Cho em Thảo Trần là đèn sưởi kem. Đèn sưởi kem số thoại ạ. Đèn sưởi em tặng các chị luôn 10 nghìn đồng. 10 nghìn đồng luôn. Ở đây thật sự luôn là điên lắm rồi đấy này các chị ơi. Nhân đơn cho em bán hàng là cây đóng mạnh cho em. Cây đóng mạnh bán 299 đúng không? Vâng ạ. Tặng luôn 29K. Ủa. 29 nghìn đồng. Bóc bao nhiêu cho hết, ok chưa? Cho hết luôn. Bán hàng cho em Thảo Trần là cây đóng mạnh kèm số thoại ạ. Đóng mạnh kèm. Kèm số thoại. Ở đây các chị nhìn cho em này. Cả một thùng này bóc ra đây này các chị ơi. Nhân đơn cho em bán hàng là chổi lau nhà kèm số thoại. Chổi lau nhà kèm số thoại. Chổi lau nhà còn bằng này bao nhiêu cho hết, ok chưa? Ok. Chổi lau nhà cho em 15 nghìn đồng. 15 nghìn luôn. Chổi lau nhà cho em có cái vỡ hộp có cái không đúng không? Vâng ạ. Trời ơi, điện thoại còn bom nó thì chịu rồi. Nào các chị ơi, lên đơn cho em bán hàng là máy sưởi cho em này. Cái này là máy sưởi để trong phòng nhá, thật sự luôn. Em bán 500 nghìn ngày hôm nay em cho các chị luôn 30 nghìn đồng. Lên đơn cho em mã hàng là máy sưởi kem. Máy sưởi kèm số thoại. Không xịn trả lại hàng cho em, chỉ bị vỡ hộp thôi nhá mọi người ơi. Mã hàng cho em Thảo Trần là máy sưởi kèm số thoại. Máy sưởi kem. Kèm số thoại ạ. Các chị ơi, thùng đựng gạo dã man thật sự luôn. Em xin các chị đấy thật sự luôn, bọn em bán hàng chỉ lãi nhỏ lắm các chị ơi. Các chị bom thế này là nhà em hết lãi rồi mọi người ạ. Lên đơn cho em mã hàng là thùng đựng gạo kèm số thoại. Gạo kèm. Kèm số thoại ạ. Em tặng các chị luôn 5 nghìn đồng. 5 nghìn luôn. 5 nghìn đồng luôn, ok. Ok. Hai chim hơn 1 nghìn cái thùng đựng gạo. Chia sẻ like các chị ơi. Tặng hết, ok chưa? Ok chưa? Ok ạ. Mã hàng là quà tích điện kèm số thoại cho em. Mã hàng là gì? Quà tích điện kèm số thoại ạ. Tích điện tặng các chị gái luôn 20 nghìn đồng. 20 nghìn luôn. Quà tích điện kèm số thoại. Kèm số thoại hôm nay chuẩn hết luôn. 20, 30, ok chưa? Ok ạ. Đây này Quỳnh ơi, bộ nồi xanh cái này anh để đây, chút nữa tặng sau. Đây,
đây ạ. Cái ghế này còn bao, ghế này bao bao nhiêu cái hả anh? Một thùng ạ. Một thùng à, lên đơn cho em bán hàng là ghế đẹp kèm số thoại. Ghế đẹp kèm số thoại. Ghế đẹp kèm số thoại. Bà tốn 99 đúng không? Chuẩn luôn. Các chị gái 39.000 đồng. 39.000 luôn. Ghế đẹp kèm số thoại. Số thoại các chị ơi, vào đâm bơi các chị gái. Tất cả mọi người comment được có đơn đây, xách con cho em cái thùng loan ra đây. Bắt cho em một cái thùng loan ra đây. Ôi ôi, cái đèn lồng này còn bom này em ơi. Lên đơn cho em bán hàng là đèn lồng kèm số thoại. Đèn lồng kèm số thoại. Đèn lồng mà bom nó thì thôi, làm sao có may mắn được ạ? Mã hàng là gì? Đèn lồng kèm số thoại. Đèn lồng em tặng các chị gái luôn 15.000 đồng. 15.000 luôn. Đèn lồng đi em ơi. Mã hàng là gì? Đèn lồng kèm số thoại. Đèn lồng kèm số thoại. Ôi đèn lồng size to ạ. Tất cả mọi người vào đơn là có đơn nhá mọi người nhá. Tặng hết ok chưa? Ôi trời ơi, cái loa này cả nhà ơi, Quỳnh Ngân phải quay luôn mà cái đống loa. Đây, loa luôn ạ. Lên đơn cho em bán hàng là loa kèm số thoại. Loa kèm số thoại. Loa xịn này bán 800.000 đúng không? Vâng ạ. Hôm nay tặng các chị gái luôn 68.000 đồng. Ủa. Lên đơn cho em bán hàng là loa xịn kèm số thoại. Loa xịn kèm. Kèm số thoại ạ. 68.000 luôn. Bán hết này. Bàn học cho em này các chị ơi. Lên đơn cho em bán hàng là bàn học kèm số thoại. Bàn học kèm. Kèm số thoại ạ. Bàn học kèm. Kèm số thoại. Tặng các chị gái 10.000 đồng cái bàn học. 10.000 luôn. 10.000 đồng cái bàn học chốt hết nhá mọi người. Chốt hết luôn ạ. Bàn học kèm số thoại. Vâng ạ. Bàn học kèm số thoại cho em 10.000 đồng. 10.000 ạ. Theo cho em ạ. Ôi trời ơi, các chị ơi, chiếu điều hòa. Chiếu điều hòa bom nhỉ. Em ơi, thề luôn bao nhiêu bộ chiếu đây em ơi. Em ơi, sắp hết cả rồi, thế này thì làm cái gì nữa các chị ơi. 19 bộ bom nhỉ. Cho em 19 ạ. Vâng ạ. Em đưa cho em á hàng là chiếu điều hòa kèm số thoại. Chiếu điều hòa kèm số thoại. Các chị gái luôn 30.000 đồng một bộ. Ủa. Các chị ơi, không chọn màu nhá, ai chọn màu đừng vào đâu. Thật sự cái này là em cho hết. Lên đơn cho em á hàng là gì? Chiếu điều hòa bom kèm số thoại. Chiếu điều hòa kèm. Kèm số thoại ạ. Chiếu điều hòa kèm số thoại cho em ạ. Cứ một cái chiếu với hai cái gối đi kèm đơn 30.000 đồng. 30.000 luôn. Màu nhá mọi người ơi. Ok ạ. Là xả lỗ lắm rồi. Lên đơn cho em á hàng là gì? Chiếu điều hòa kèm số thoại. Không cần bóc màu ra nữa đâu anh ơi. Hoan hỉ được màu nào lấy màu đấy cho em ạ. Bếp nướng cho em thảo trần ạ. Lên đơn cho em á hàng là bếp nướng kèm số thoại. Bao nhiêu bỏ đây cho chị nhá. Bếp nướng kèm. Kèm số thoại ạ. Kèm số thoại. Bếp nướng tặng các chị gái luôn 20.000 đồng. 20.000 luôn. Chuẩn bị chỗ này để cho em cắm máy vào em xả. Em xả nhanh anh ơi. Nào bếp ga đôi cho em thảo trần ạ. Mã hàng cho em thảo trần là bếp ga đôi kèm số thoại. Ga đôi kèm. Kèm số thoại ạ. Ga đôi 38.000. 38.000 đồng luôn các chị ơi, vào đơn là làm sao? Có đơn. Các mọi người ơi. Ok. Em một phát thả tim phát ạ. Ok. Bếp ga đôi kèm số thoại. Bếp ga đôi kèm. Kèm số thoại ạ. Có đơn luôn. Ok ạ. Ôi chân mày anh ơi. Lấy kéo cắt chân cho em này, bắt ra như thế này ạ. Trời ơi, nồi áp suất xanh các chị ơi. Má hàng cho em là nồi áp suất kèm. Nồi áp suất kèm số thoại. Nồi áp suất kèm. Kèm số thoại ạ. Ôi tặng luôn các chị gái nhá. Nói là làm này, nồi áp suất kèm. Kèm số thoại. Mọi người luôn 20.000 đồng. Ủa. 20.000 đồng chỉ vì bộ hộp. Hôm nay cay lắm rồi đấy, Tết rồi xả hết lấy tiền về thôi. Nào các chị ơi, lên lên cho em là chân lông cừu kèm số thoại. Chân lông cừu kèm số thoại ạ. Ôi đẹp như này mà bom tôi lại các bà luôn ấy. Mã hàng cho em thảo trần là chân lông cừu kèm số thoại. Chân lông kèm số thoại ạ. Đẹp trả lại hàng không? Không đẹp trả lại hàng luôn. Chân lông cừu kèm số thoại. Kèm số thoại. Ôi 30.000 đồng. Ủa ơi. Màu nhá mọi người ơi. Đây này mọi người ơi, mã hàng là chân lông cừu kèm số thoại ạ. Kèm số thoại. Chọn màu nhá. Không chọn màu ạ. Đây này lò sưởi cho em anh ơi. Cho cái lò tủ tủ sấy quần áo. Chân lông cừu kèm số thoại. Đồng này các chị ơi, điện thoại đây. Ôi thề luôn, điện thoại máy tính bom ạ. Điện thoại bom máy tính bom. Quỳnh quay luôn đi. Đây ạ. Cả cái này là máy tính điện thoại đúng không? Vâng ạ. Lên đơn cho em á hàng là điện thoại kèm số thoại. Điện thoại kèm số thoại. Các chị ơi, cho bọn em xin cái Tết đừng làm thế này đúng mọi người ơi. Mã hàng là gì? Điện thoại kèm số thoại. Điện thoại kèm. Kèm số thoại ạ. Chốt luôn, đặt tên luôn cho thằng chính mình ơi. Ok ạ. Điện thoại kèm số thoại. Điện thoại kèm. Kèm số thoại. Em tặng các chị gái luôn 10.000 đồng em ơi. 10.000 luôn. Em nắm rồi dí đấy vào nữa bán được gọi là thôi đấy. Các chị ơi, mã hàng là gì? Điện thoại kèm số thoại. Điện thoại kèm. Kèm số thoại. Chia sẻ mấy lần? 5 lần với trang cá nhân và 5 lần các hội nhóm ạ. Thả tin phát. Có đơn. Chốt luôn đi. Ok. Anh cách đi Quỳnh ơi, chốt đơn. Ok ạ. Em chốt đơn chị Thanh Thanh 122 ạ. Chị Nguyễn Hoa 379 ạ. Okay. Chị Bùi Hương 119 ạ. Ok. Chị Nguyễn Thanh Ngọc 525 ạ. Ok. Chị Trương Mai 021 ạ. Chị Lương Hạnh ok ạ. Thôi các chị ơi, các chị vào đơn nhé mọi người ơi. Ok ạ. Mã hàng là gì? Điện thoại kèm số thoại. Chốt hết ok. Chốt hết luôn. Còn chưa thể bốc siêu mà đã bom. Đừng lạnh luôn. Nào các chị ơi, lên đơn cho em mã hàng ở đây này. Tủ sấy quần áo ạ. Tủ sấy quần áo kèm số thoại cho em. Mã hàng là gì? Tủ sấy quần áo ạ. Tủ sấy quần áo tặng các chị gái luôn 30.000 đồng em ơi. 30.000 luôn. 30.000 đồng nhé mọi người ơi. Ok ạ. Người ta cầm máy vào đi. Ok. Mọi người ơi, cắm nhanh lên cho chị bán đi. Ok ạ. Cho hết thì không bán. Cho luôn. Điền lắm vào đấy mọi người ơi. Chia sẻ em phát nào, kê lại điện thoại phát nào, thả tim phát nào. Nào mọi người ơi, cái xe bé này đi anh ơi. Lên đơn cho em bán hàng là xe bé đi mọi người ơi. Xe bé. Nào em ơi, xe bé kèm số thoại cho em các chị ơi. Xong rồi dắt xe đạp vào đây cho hết các chị gái. Lên đơn cho em nào, kê nào, xe bé kèm. Xe bé kèm. Xe bé kèm. Em tặng các chị gái với giá tiền là ngày hôm nay xin phép tặng mọi người nhá. 40.000 đồng cái xe này ok chưa? Mã hàng là gì? Xe bé kèm số thoại. Xe bé kèm. Chia sẻ là có đơn thả tim là có đơn ok chưa? Ok. Mã hàng là xe bé kèm. Xe bé kèm em ơi, nhanh nào em ơi. Nào tất cả máy tính đâu? Thứ phải bê hết máy tính lên đây. Nào các chị ơi, máy tính cho em đấy, hàng bom nhá.
Tất cả mọi người ơi, này các chị ơi nhìn cho em này. Ôi rồi ôi, bom đúng mặt này cày đúng không? Vâng ạ. Nên đâu cho em mã hàng là gì? Máy tính kèm số thoại. Máy tính kèm. Kèm số thoại. Chia sẻ một phát đúng không? Chia sẻ phát ạ. Thả tim một phát. Thả tim phát. Máy mã hàng là. Máy tính kèm số thoại. 30 nghìn đồng em ơi. Ôi. Mà thôi 50 nghìn đồng. Xin các chị gái ok chưa? Ok. Ai chia sẻ là làm sao? Có đơn. Có đơn ok chưa? Mã hàng là gì? Máy tính kèm. Máy tính kèm. Không đẹp trả lại hàng cho em. Tất cả hàng bom nhưng vẫn bảo hành ok chưa? Mã hàng là. Máy tính kèm của tôi phải đọc tên là chốt luôn đây. Ok. Máy tính kèm. Máy tính kèm. Chị ơi chốt đơn cho em nào. Chốt luôn. Này. Cầm cái máy tính em đọc vào điên lắm rồi. Máy tính kèm. Kèm số thoại. Chị ơi xin phép này. Ok. Hoa Hường 456 ok này. Lê Mai Kiều 294 này. Chị Linh Nguyễn 757 ok này. Phạm Hảo 644 ok này. Chị Nguyễn Phụng 435 này ok chưa? Mã hàng là gì? Máy tính kèm. Nguyễn Thị Mai 355 ok chưa? Ok. Mã hàng là. Máy tính kèm số thoại. Máy tính kèm. Kèm số thoại. Bao nhiêu tiền ở Quỳnh ơi? 30 nghìn đồng đúng không? Vâng. Chốt hết cho các chị nhá. Bỏ đi. Tên không ở đấy. Mà bộ nồi xanh cho em. Bộ nồi xanh ạ. Lên đơn cho em mã hàng là gì? Bộ nồi xanh. Cho chị vali ra đây ok. Mã hàng là. Bộ nồi xanh kèm. Vali ra đây ơi. Bộ nồi xanh kèm. Kèm xuống lại. Bộ nồi xanh kèm. Kèm xuống lại. Các chị ơi chia sẻ em phát thả tin em phát mã hàng là gì? Bộ nồi xanh tặng các chị gái luôn 60 nghìn đồng ok chưa? Bộ nồi xanh 60 nghìn đồng chốt hết. Anh dắt luôn xe đạp đấy cho em. Hai cái vali bé mà cái vali to được thôi. Cái vali to này không ấy, cái vali bé đâu, vali to à? Còn vali to hết à? Thôi các chị ơi, vali to kèm số điện thoại cho em đi. Mọi người ơi, vali kẻ kèm. Vali kẻ kèm số điện thoại. Vali kẻ kèm. Kèm số điện thoại. 50 nghìn đồng. À thôi 80 nghìn đồng một cái đi. 80 nghìn. 80 nghìn đồng đấy. Ok. Lên đơn cho em mã hàng là. Vali kẻ kèm số điện thoại. Đúng hai chiếc này. Hai chiếc này. Ba chiếc à? Lên đơn cho em mã hàng là. Vali kẻ kèm. Vali kẻ bỏ cái đồ gì xanh xuống em ơi. Vali kẻ kèm. Kèm số điện thoại. Em tặng các chị gái 88 nghìn đồng ok chưa mọi người ơi. 88 nghìn đồng này. Tiếp theo cho em là ủ rồi ôi các chị ơi. Lên đơn cho em mã hàng là ủ rồi ôi. Ca mì kèm, ca này nấu mì ạ. Thôi 68k. 68. Em nói là em làm nữa mọi người okay. Ơi. Ca để nấu mì các chị ơi, hàng xin cho em ạ. Nấu mì cho hai người đúng không? Vâng ạ. Lên đơn cho em mã hàng là. Ca nấu mì kèm số thoại. Ca mì kèm. Kèm số thoại. Các anh ơi, ca mì kèm. Kèm số thoại. Các chị gái bao nhiêu tiền ạ? Em tặng các chị 68k ok chưa? 68 nghìn đồng các chị ơi, nhanh tay ạ. Ca mì cho chị Hải Hà ok, chị Minh Tâm ok, ca mì cho chị Nguyễn Điền ok. Thôi các chị ơi bảo đơn cho em. Bảo đơn ạ. Nào tiếp tục cho em bóc tem ơi. Ôi giời các chị ơi này. Ấm siêu tóc cho em Thảo Trần ạ. Lên đơn cho em mã hàng là ấm siêu tóc kèm số thoại ạ. Các chị ơi ấm siêu tóc cũng tặng luôn 68k nhá mọi người nhá. Tất cả ngày hôm nay các chị vào đơn nhanh tay lên ạ. Lên đơn là được chốt ca mì không em? Cứ lên đơn ca mì là chốt. Ok chưa? Okay. Lên đơn cho em bóc ấm siêu tóc ra đi em ơi. Mã hàng là gì? Chị bảo em rồi mà nhanh lên để hôm nay xả hết cái mẫu rồi mà. Mã hàng là ấm siêu tóc kèm 68 nghìn đồng các chị gái ơi. Các má luôn. Cả cây dưới đi em ơi, nhanh khẩn trương đi. Lên đơn cho em mã hàng là ấm siêu tóc kèm. Là các chị làm sao có đơn nhá. Hôm nay Thảo cho hết ok chưa ạ? Cho chị hai cái ấm siêu tóc, hai cánh được. Hai cánh được, ba cánh được đây mọi người ơi. Các mã ấm siêu tóc cho em Thảo Trần ạ. Lên đơn cho em mã hàng là gì? Ấm siêu tóc kèm. Bao nhiêu tiền ạ? 68k thằng ơi. Ấm siêu tóc ngày hôm nay xả bao nhiêu tiền? 68.000. 68.000 đồng nhanh em ơi. Khổ thật đấy nhìn kìa. Mã hàng là ấm siêu tóc kèm. Nào tiếp tục cho em này các chị ơi, lên đơn cho em mã hàng là khăn tắm kèm số thoại cho em. Tất cả khăn tắm bom ngày hôm nay tặng mỗi chị một cái 18.000 đồng ok chưa? Lên đơn cho em mã hàng là khăn tắm kèm 18.000 đồng mọi người ơi. Khăn tắm Hàn đúng không? Nhà Thảo uy tín lắm, đủ thứ cho hết. Chốt hết là chốt hết ok chưa? Okay. Khăn tắm 18 nghìn đồng ok chưa? Khẩu okay. Trang này. Có chị ơi, khẩu trang 18 nghìn đồng một thùng nhanh em ơi. Okay. Mày không làm sao thế được? Lên đơn cho em mã hàng là khẩu trang KT kèm số thoại cho em 18 nghìn đồng. Ok chưa ạ? 18 nghìn đồng em chốt hết 19 đi các chị ơi. Xin thêm 1.000 đi. Mã hàng là gì? KT kèm 19k này. Này tiếp theo cho em này các chị ơi. Bỏ hết ra nào em ơi, nhanh lên. Tiếp theo cho em ạ. Cái này là cái chị ơi đèn tự sáng đúng không? Các villa hay dùng, khách sạn 5 sao hay dùng, nhà Thảo đang dùng 188.000 đồng một cái Thảo bán rồi. Lên đơn cho em mã hàng là đèn tự sáng kèm. Đèn tự sáng kèm. Đây các chị ơi, cứ ban ngày tích điện, ban đêm nó tự sáng nha mọi người ơi. Đèn này dùng thích lắm em rồi ơi, không thích trả lại hàng cho em. Mã hàng là gì? Đèn tự sáng kèm. 188 một cái đúng không? 99.000 đồng một cái nha chị. Mà thôi cho thêm mỗi chị một cái đây. Mã hàng là gì? Đèn tự sáng kèm. Nhận được đèn thích lắm để chị 4 cái chị ơi, nhanh tay lên nhá. Hôm nay Thảo xả bom ạ. Đèn tự sáng kèm số thoại cho em ạ. Không mất một đồng tiền điện nào luôn các chị ơi. Mã hàng là gì cho em? Đèn tự sáng ơi. Mã hàng là đèn tự sáng kèm. Đèn tự sáng các chị 20 cái không các chị ơi. Mỗi chị 99 nghìn đồng tặng 2 cái. Ok chưa? Mỗi chị được 2 cái thôi ạ. Lên đâu cho em mã hàng là đèn tự sáng kèm. Mọi người ơi, ban đêm nhá nó tự sáng ạ. Đây ạ các chị ơi, em đã nói rồi, khách hàng này đắt ạ. Hàng này giá niêm yết tận những 199 nghìn đồng. Em tặng các chị 99 nghìn đồng một chiếc. Em tặng mỗi chị thêm một chiếc không đồng là 2 ok chưa? Mã hàng là gì?
Em ơi, Thảo bán rẻ quá kìa em ơi. Quá bắt của khách kìa em ơi. Thật lòng luôn các chị ơi, hôm nay cố gắng cho em chốt đơn này. Chị Nguyễn Hiến hai chiếc đèn tự sáng này. Em ơi, chị Minh Lê ok này. Chị Nguyễn Ngọc Bảo hai chiếc ok này. À, chị Khanh Bùi hai chiếc đèn tự sáng ok này. À, chị Đỗ Trăm Trần ok này. Mã hàng là gì? Đèn tự sáng kèm, đèn tự sáng kèm. Là các chị có đơn thuần có 99 lít đồng hai chiếc nhá. Okay. Thảo Trần nói là Thảo Trần làm nói điêu làm chó ok chưa? Ok chưa? Okay. Cứ ban ngày tích điện là ban đêm tự sáng từ 7 giờ tối là nó tự sáng. Các chị về có ốc vít nó đi kèm bộ luôn. Là các chị treo lên tường đúng không? Treo lên tường, treo ở ngoài công viên là mã hàng là gì? Đèn tự sáng kèm. Nào tiếp theo cho em này, còn bằng này cái chảo ong đúng không? Mã hàng cho em Thảo Trần là chảo ong kèm, chảo ong kèm số điện thoại cho em. Các chị ơi, đèn tự sáng đơn kìa dã man quá em ơi. Lên đơn cho em mã hàng là chảo ong kèm. 399 lít đồng một cái chảo ong đúng không ạ? Mã hàng là gì? Chảo ong kèm. Em tặng các chị luôn ngày hôm nay 139 lít đồng. Mà thôi Quỳnh ơi, 125.000 đồng vào đơn. Mã hàng là gì? Chảo ong kèm. Chảo này không xin trả lại hàng cho em Thảo nhá. Ok ạ. Nói luôn là còn có đúng bằng này chết thôi. Ai nhanh thì người lấy có đơn ok chưa? Okay. Chảo ong này dùng trường lắm em ơi, quá đỉnh luôn. Em ơi, chảo ong kèm quá kìa. Em ơi, mã đèn tự sáng sợ quá mọi người. Bây giờ như này ạ, lên đơn cho em đúng cú pháp là gì? Chảo ong kèm xuống ạ. Chảo ong kèm. Không phải 399 đúng không Quỳnh? Vâng ạ. Ngày hôm nay tặng bao nhiêu tiền? 125 125.000 đồng thả tên. Ok. Các chị ơi, chia sẻ là làm sao? Có đơn ạ. À, cho chị hai chảo ong rồi. Ôi, chảo ong chị Kim Hương ok này. Chảo ong đun được tất cả các loại bếp ạ. À. Chống dính cho em ạ. À. Tay cầm giờ này đủ rồi. Ôi, cho em xin nước đi. Hôm nay tụt huyết áp thật rồi. Các chị ơi, bắt đơn kìa. Em ơi, thề luôn. Mã hàng cho em Thảo Trần là. Chảo ong kèm số thoại. Lên đơn cho em là chảo ong kèm số thoại ạ. Chia sẻ là được có đơn phải không? Chia đúng rồi chị ơi. Cứ lên đơn là gì? Chảo ong kèm số thoại. Chảo này nhận được rồi, đẹp lắm ok. Chảo ong cho chị Lê Thị Thiếu ok này, chảo ong chị Huỳnh Thiếu ok này, chảo ong chị Hoa Tiêu ok này. Mã hàng là chảo ong kèm. Nhận được hàng nhà Thảo uy tín lắm, em cảm ơn chị. Các chị nhìn này, 125.000 đồng ok chưa? Mã hàng là cho chị hai chiếc Thảo ơi. Ui trời ơi, toàn hai chiếc thế này thì làm sao có đơn à? Thôi qua mã đi em ơi. Các chị ơi, bây giờ như này đi em ơi, cho chị cái mã thơm phòng đi. Ok. Tất cả mọi người thả cho em phát nút thả tim, có nồi cơm không em? Có chị ơi. Mày còn bao nhiêu cái nồi cơm bo mày mang vào đây. Nào các chị ơi, bằng này lọ thơm phòng đúng không? Các chị đang đưa cho em á hàng là thơm phòng kèm. Thơm phòng kèm số thoại ạ. Tất cả mọi người nghe này, ngày hôm nay thọc các hàng bom nên là các chị ơi, em sẽ xả nhanh nhé mọi người nhá. Thơm phòng này các chị mua 80.000 đồng một hộp đúng không? Nó là các hạt sát thơm ạ. Thơm phòng thơm lắm, em cảm ơn chị Kim Liên. Mã hàng là thơm phòng kèm. Em tặng các chị 99.000 đồng ba hộp đi. Mã hàng là nhận mời bao nhiêu tiền ạ em ơi? Mã hàng là gì? Thơm phòng kèm. Nhận hàng rồi thích lắm em ơi. Mã hàng là 99 em ơi. 99.000 đồng mua một tặng hai là mấy? Là ba. Tặng thêm một nữa là bốn em ơi. Tặng thêm một nữa là mấy? Là bốn ạ. Cho thêm một nữa là năm em ơi. Thả tim. Hôm nay gọi là rực rỡ nha mọi người ơi. Mã hàng là gì? Thơm phòng kèm. 99.000 đồng mua một tặng mấy? Tặng bốn. Tặng bốn nữa. Ba chị có đơn. Ai nhanh người lấy có đơn nhá mọi người ơi. Thơm phòng nhận xịn lắm, em cảm ơn chị ạ. Lên đơn cho em mã hàng là thơm phòng. Bấm giờ đi Quỳnh ơi, hết thơm phòng rồi. Các chị ơi, em nói này, các chị mua 80.000 đồng một lọ đúng không? Các chị để trong nhà vệ sinh, các chị để trong nhà bếp, các chị để trong tủ quần áo. Siêu thơm luôn, mã hàng là gì? Thơm phòng kèm. 99.000 đồng mua một tặng mới. Tặng bốn. Hết rồi, hôm nay bán giá này. Hết rồi các chị ơi. Đơn kìa mọi người ơi, thôi từ từ nhá. Em nói này, mùi hương hoa dễ chịu thơm lắm, em cảm ơn chị ạ. Lên đơn cho em mã hàng là thơm phòng kèm xuống thoại. Em ơi, bán giá này thì thôi, lỗ sấp mặt luôn các chị ơi. Nhưng mà ngày hôm nay Thảo xả hết hàng bom nói là làm ok chưa? Okay. Nào các chị ơi, bây giờ như này ạ, có tất cả 5 nồi cơm. 5 cái ạ. 5 nồi cơm ngày hôm nay cho hết ok chưa? Được luôn. Các chị ơi, nồi cơm 3.8 đúng không ạ? 3.8 ạ. Lên đơn cho em mã hàng là xả lỗ nồi cơm kèm số thoại. Xả lỗ nồi cơm kèm. Ngày hôm nay nói là làm nhá, xin phép các chị yêu là đấy, em hơi bệ rạc một tí thôi, thông cảm cho em nhá. Mã hàng là gì? Xả lỗ nồi cơm kèm số thoại. Không xịn trả lại hàng. Không xịn trả lại hàng. Không xịn trả lại hàng ok chưa? Mã hàng là xả lỗ nồi cơm. Xả lỗ nồi cơm kèm. Số em nói này, nồi cơm to. Các chị mua 3.8 là Thảo Trần bảo hành 2 năm đúng không ạ? Lên đơn cho em mã hàng là xả lỗ nồi cơm kèm. Mày xe đạp trong em cho mấy chục bình. Em nói là em làm ok chưa? Xả lỗ nồi cơm kèm. Xả lỗ nồi cơm kèm. Em nói luôn ạ, ngày hôm nay cho các chị giá này gọi là giật mình luôn nhá mọi người ơi. Mã hàng cho em Thảo. Ủi dồi ôi, nồi cơm liêu. Nồi cơm nó ngon lắm mà. Mã hàng là xả lỗ nồi cơm kèm. Siêu to à, nấu ăn 80 người đúng không? 599.000 đồng. Ôi, mã hàng là gì? Xả lỗ nồi cơm kèm. Mà thôi Quỳnh ơi. 488.000 đồng cho chị đi em ơi. Mã hàng là gì? Xả lỗ nồi cơm kèm. Xả lỗ nồi cơm kèm. Do cái biển T số điện thoại cho em phát nào. Mã hàng là xả lỗ nồi cơm kèm. Tất cả các chị
Trần là số 0395363363. Chị ơi, cái này em có năm chiếc rồi. Đọc số đi em ơi. 0395363363. Ok chưa? Ok. Nhớ cho em là ai lưu số điện thoại nhà Thảo vào lên đơn là gì? Xả lỗ nồi cơm kèm số sao? Xả lỗ nồi cơm kèm số sao? Là các chị làm sao? Nấu cơm đầu này ngon lắm mùi rồi ôi chị ơi. Ai? Hôm nay là 400. 488 gì đã. Các chị ơi, em lỗ đúng mấy triệu đồng một cái nồi cơm. Mấy mã hàng là gì? Xả lỗ nồi cơm. Nồi này đẹp lắm, xịn, nhà chị mua 2 năm rồi. Chị ơi, không đẹp trả lại hàng cho em. Mã hàng là? Xả lỗ nồi cơm kèm số sao? Xả lỗ nồi cơm kèm. Là các chị làm sao? Có đơn ạ. Bao nhiêu tiền đồng? Vì người ta vừa nói bao nhiêu nhờ? 488.000 đồng. Các chị ơi, 488.000 đồng. Ai nhanh người đấy có, chỉ có 5 cái thôi để cho chị nồi cơm Thảo ơi. Ok, nồi cơm cho chị Kim Liên ok chưa? Nồi cơm chị Lương Thủy ok, chị Mai Sao ok, chị Diễm Hồ Thị ok. Ôi dồi ôi, mã nồi cơm kìa. Lên đơn cho em mã hàng là. Xả lỗ nồi cơm kèm số thoại. Nồi cơm nấu ngon lắm, đây nó là nồi cơm niêu chị ạ. Tỏa nhiệt 4 chiều nhá và bảo hành 2 năm nỗi 1 đổi 1. Ok chưa? Okay. Mã hàng là gì? Xả lỗ nồi cơm kèm số thoại. Ôi đơn nồi cơm kìa thật sự luôn. Nồi 1 lít 8 chị ơi, eo ơi, nồi cút cung. Eo ơi, các chị ơi, đầy đủ tem thẻ bảo hành của công ty ok chưa? Okay. Lên đơn cho em mã hàng là. Xả lỗ nồi cơm kèm. Là các chị làm sao? Em nói làm nhá. Okay. Không điêu tí nào luôn. Ok chưa? Hôm trước mới mua hơn 3 triệu. Hôm nay tiếc quá Thảo ơi. Ôi trời ơi. Hôm nay tặng các chị gái bao nhiêu tiền? 488.000 đồng. Qua mã đi anh ơi. Okay. Chết giờ rồi. Chết giờ bán giá này thì toang thật rồi. Đây. Mày cho chị cái thùng này lên đây. Đây ạ. Bom bao nhiêu tặng bấy nhiêu. Okay. Hôm nay là gọi là tặng xong là nghỉ Tết luôn các chị ơi. Lên đơn cho em mã hàng là trà là kèm số nhà. Các chị ăn trà là nhà Thảo chưa? Các chị ăn trà là nhà em chưa? Lên đơn cho em mã hàng là trà là kèm số thoại. Trà là kèm số thoại. Trà là kèm số thoại. Mỗi một hộp trà là này của em là 500g đúng không? Vâng ạ. Các chị ơi, siêu ngon luôn. Ăn làm sao nhờ, tốt lắm các chị ạ. Quỳnh đúng không? Vâng ạ. Ăn trà là tốt cho tim mạch ạ, tốt cho những người bị đau nhức xương khớp ạ. Trà là chị nhận được rồi. Trà là còn tăng hệ miễn dịch chữa nhiều bệnh. Ôi rồi ôi các chị ơi. Tăng năng lượng, giảm táo bón ạ. Trà là cải thiện độ đàn hồi cho. Đấy, ok chưa? Chị thiếu máu luôn ạ. Chị nhận được 10 hộp trà là, nhà Thảo đi biếu ai cũng khen ngon ạ. Mã là gì? Trà là kèm số thoại. Hôm trước Thảo bán là bao nhiêu tiền ạ? Các chị mua trà là có phải là ngoài kia là 250 một hộp đúng không? Vâng ạ. Ngày hôm nay Thảo Trần xin phép về 500g. Mã là? Trà là kèm số thoại. 150 một hộp em ơi. Ủa. Mã là? Trà là kèm. 150 một hộp. Cho thêm luôn, mỗi chị một hộp nữa là hai. Là hai luôn. Mà thôi mày ơi. Bo bằng này đúng không? Bằng này ạ. Cho mỗi chị một hộp không đồng nữa là 3 đi em ơi. Ôi. Trà là kem. Trà là kem. 150.000 đồng. Một hộp. Hai hộp. Và. Ba hộp luôn. Thả tim em ơi. Em nói thật nhá, cái này xin phép các chị. Ai nhanh có đơn ạ, tại vì em có ít thôi. Để cho chị Trà là Thảo ơi, em ơi chị Nguyễn Thúy kìa. Lên đơn đúng cú pháp, sao lại 150 ba em. Rẻ thế, hàng, ôi dồi ôi. Lại còn bầu là hàng đều với hàng xịn nữa Quỳnh ạ. À. Bây giờ em chả biết thế nào đâu. Đây là hàng em bị bom. Em tặng hết các chị nhá. Okay. Vào đơn đúng cú pháp cho em Thảo Trần là gì? Trà là kem. Trà là kem. 150.000 đồng. Một hộp. Một hộp ạ. À. Hai hộp. Hộp luôn. Và mấy hộp? Ba hộp luôn ạ. À. Nhận hàng các chị ơi, mang về đi tặng đi biếu cái này cho người nhà, người thân, cho ông bà, cho bố mẹ nhá. Ăn tốt cho xương khớp, tốt cho những người bị tim mạch ạ. À. Ok chưa ạ? Tăng cường hệ miễn dịch nhé mọi người ơi, cung cấp thêm chất xơ đúng không? Mã hàng cho em Thảo Trần là ủng hộ cho em bán rẻ không các chị? Em nói thật hôm nay em bán có giá dã man chưa ạ? Lên đơn đừng cú pháp cho em là. Có táo đỏ chị ơi, chờ em một tí nhá. Em ơi để cho chị 6 hộp trà là ok ạ. À. Trà là chị Thảo Đặng ok. Trà là chị Nhím Thủ ok. Chị Thanh Hoa ok. Chị Thanh Hoa có đơn ạ. À. Chị à, Thịnh Ngô mua 1 tặng 2 ok ạ. À. Ok. Trà là nhà Thảo ngon lắm các chị ơi, không ngon trả lại hàng. Ok chưa ạ? Ok. Mã hàng cho em Thảo Trà là. Trà là kèm số thoại. Trà là kèm. Kèm số thoại ạ. Là các chị có đơn nhá. Có đơn luôn. Thôi nhá mọi người ơi, 150.000 đồng bao hộp các chị bắn đơn kìa. Em nói thật lòng. Thảo bán rẻ quá, em cảm ơn chị Ngọc Hàng ạ. À. Các chị ơi Thảo nói rồi, nói là làm ạ. À. Cứ 150.000 đồng một hộp. Hai hộp. Và ba hộp nhá mọi người nhá. Không nói điêu các chị đâu. Em nói ngày hôm nay là em xả bom là em tặng hết ok chưa ạ? Cứ lên đơn cho em mã hàng là trà là kèm. Điện thoại em đọc em chốt đơn rồi đấy các chị ơi. Nào tiếp theo cho em này, cái này thì ai cũng cần đúng không ạ? Lên đơn cho em mã hàng này là mã hàng là viên xả vải cao cấp kèm số thoại. Những chị nào dùng cái này rồi các chị biết nó thơm hơn rất nhiều so với dòng nước xả vải đúng không ạ? Và cái này của em mỗi một lọ này có mấy nghìn mấy viên cơ. Lên đơn cho em mã hàng là viên xả vải cao cấp kèm. Các chị ơi, một lọ mấy nghìn viên, mỗi một lần các chị xả vải khoảng tầm 10 cân quần áo các chị xả bằng này cho em thôi. Ok chưa? Okay. Thơm lắm Thảo ơi, em cảm ơn chị. Cái này thì thơm tuyệt vời, lưu hương cho mọi người. Mềm quần áo nó đúng không ạ? Vâng ạ. Lên đơn cho em mã hàng là viên xả vải cao cấp kèm. Viên xả vải cao cấp kèm. Các chị đang mua 150.000 đồng một lọ này đúng không ạ? Luôn ạ. Ngày hôm nay Thảo Trần xin phép này mã hàng là viên xả vải cao cấp kèm.
bài cao cấp kèm. Cái này hôm nay có ít nhá mọi người ơi, viên xả bài cao cấp kèm. Em tặng các chị 99.000 đồng ba hộp luôn em ơi. Ôi. Má là viên xả bài cao cấp kèm. Viên xả bài cao cấp kèm. Hôm nay 99.000 đồng mấy hả cô anh? Ba hộp ạ. Tặng thêm 3 hộp 0 đồng nữa là 6. Ôi. Ôi dồi ôi các chị ơi. Ôi. Dã man chưa? Dã man chưa mọi người ơi. Em nói là em làm nhá mọi người ơi, để cho chị luôn 12 hộp cho em ơi. Má là viên xả vải cao cấp kèm. Viên xả vải cao cấp kèm. Kèm xuống thoại. Ok chưa các chị ơi? Mua 3 hộp xả vải ngày hôm nay. Mua 3 hộp ạ. Thảo Trần tặng thêm mấy hộp? 3 hộp. 3 hộp 0 đồng nữa là mấy? Là 6 luôn. Trả cho em xin tỉ nút trả lên. Viên xả vải này luôn nhà chị dùng 1 năm nay rồi. Em cảm ơn chị hả? Chị Bích Hường hả? Tặng chị một phần quà 0 đồng đi em ơi. Má là gì? Viên xả vải cao cấp kèm xuống thoại. Viên xả vải cao cấp kèm. Kèm xuống thoại. Này chị Huệ, chị ok này. Chị Phạm Minh ok này, chị Cao Lực mua 3 tặng 3 ok này, chị Nguyễn Huế mua 3 tặng 3 ok này, chị Hương Mạc mua 3 tặng 3 ok này. Mã hàng là gì? Em đánh tay một tí đi là em mã hàng là viên xả vải cao cấp kèm. Cứ mua 3 viên xả vải 99k ngày hôm nay, em tặng mỗi chị 3 hộp 0 đồng là mấy? Là 6. Là mấy? Là 6. Thả tim cho em đi. Ai nhanh tay có đâu, tại vì em nói rồi hôm nay em xả hàng bom, số lượng hàng bom để cho chị biết. Ok chưa? Mấy trăm đơn hàng bom thì mỗi sản phẩm nó có ít thôi, nên là Thảo sẽ qua mã nhanh nhé mọi người nhé. Ok, okay chưa? Các chị có lời lầu không em? Có chị ơi này, các chị ơi đây. Em nói thật này, chắc là 10 chị đang xem livestream thì 11 nhà dùng cái này nhà em mà các chị bom thì em chịu luôn này. Lên đơn cho em mã hàng là thả bồn cầu lợn kèm. Kèm xuống thôi. Thả bồn cầu lợn kèm. Các chị ơi tập trung nhá. Bây giờ như này ạ, 80.000 đồng một con thả bồn cầu lợn. Vừa sạch vừa hết ấu vàng nhà vệ sinh, vừa thơm tho nhà vệ sinh đúng không ạ? Lên đơn cho em mã hàng là thả bồn cầu lợn kèm xuống thoại. Ai mà không muốn phải cọ rửa nhà vệ sinh nhiều, ai mà muốn nhà vệ sinh của mình thơm và diệt vi khuẩn thì các chị vào đơn cho em. Ngày hôm nay này không phải 88.000 đồng một con nữa mà 99.000 đồng 4 con. Ôi mã hàng là thả bồn cầu lợn kèm xuống thoại. Thả bồn cầu lợn kèm xuống thoại. 99.000 đồng mấy? 4 con ạ. Tặng thêm 2 nữa là 6 đi. 6 luôn. Cho hết hôm nay bom cho hết ok. Ôi chưa? Mã hàng là gì? Thả bồn cầu lợn kèm. Rồi cho thêm 1 nữa là 7 đi, thả tim em ơi. Ôi. 5 chị có đơn. Em nói rồi ạ. Ngày hôm nay Thảo Trần cho hết ok chưa? Mã hàng là thả bồn cầu này dùng hiệu quả thật sự. Ôi dồi ôi. Không hiệu quả được phép làm sao? Trả lại hàng. Trả lại hàng ok chưa? Nhà chị có nhà bao nhà vệ sinh toàn dùng cái này của Thảo thôi. Con đi vệ sinh xong cứ khen mẹ ơi nước màu xanh nước biển. Đúng rồi. Chị ơi cái này nhá, khi các chị cắt ra các chị để vào trong cái bệ nhà vệ sinh, các chị xả nước nó sẽ ra màu xanh nước biển, nó hết ố vàng của cái bệ nhà vệ sinh và nó làm diệt vi khuẩn và nó mùi thơm ok chưa? Các chị mà đi khách sạn hay là đi khách sạn 5 sao và các chị gái đi những bến xe hoặc là bến tàu hoặc là máy bay ý, các chị thấy là những cái nhà vệ sinh công cộng to người ta toàn dùng cái này thôi. Má hàng là thả bồn cầu lợn sao nay rẻ thế em ơi, em bán hàng bom chị ơi. 99.000 đồng 2 con. Ngày hôm nay Thảo Trần tặng thêm mấy? Tặng thêm 5 con. Tổng là mấy? Là 7. Tổng là 7. Thả cho em, nó thả tim nữa. Má hàng là gì? Thả bồn cầu lợn kèm xuống thoại. Em ơi kìa, thả bồn cầu lên đơn kìa. Kiếp dã man chưa? Thật sự các chị ơi, chưa bao giờ em bán cái giá này. Nên là ngày hôm nay các chị bắn đơn em khiếp quá. Các chị ơi, đúng cú pháp cho em Thảo Trần là thả bồn cầu lợn. Thả bồn cầu lợn là có đơn. Đơn cho chị đi em ơi. Ok, chị Diệu Thị Kim Hình ok, Mai Vũ ok, Hoa Hồng ok, chị Nhàn Thanh ok. Thôi em mời các chị vào đơn nhá. Okay. Thảo Trần chốt cho mọi người ok chưa? Ok. Nào bây giờ nồi lẩu. Nồi lẩu luôn. 12 cái nồi lẩu bom. 12 cái á. Nghìn nồi lẩu bom, các chị thấy em quay rồi đúng không mọi người ơi? Bây giờ như này tặng cho chị lọ xả vải. Ok chị yêu. Bây giờ như này nhá. Các chị ơi vào đơn cho em luôn này. Em xin phép này. Nồi lẩu này các chị mua 1 triệu mốt. 1 triệu mốt. Nồi lẩu các chị mua 1 triệu mốt đúng không? Vâng ạ. Lên đơn cho em mã hàng là nồi xả nồi lẩu tiền triệu kèm số thoại. Xả nồi lẩu tiền triệu. Mã hàng là gì? Xả nồi lẩu tiền triệu kèm số thoại. Không đẹp trả lại hàng cho em. Không đẹp trả lại. 12 chị đã mua nồi lẩu nhà Thảo. Cho em xin nhận xét ạ. Bao nhiêu chị đã dùng nồi lẩu nhà em, cho em xin nhận xét ạ. Mã hàng là gì? Nồi lẩu kèm số thoại ạ. Nồi xả nồi lẩu kèm số thoại. Xả nồi lẩu tiền triệu kèm. Kèm số thoại ạ. Các chị ơi, nhận được nồi lẩu nhà Thảo nhanh xôi lắm, em cảm ơn chị yêu. Thì bây giờ như này, các chị mua hơn 1 triệu đúng không? Vâng ạ. Em tặng các chị gái trong livestream bài hôm nay 12 chị này. 12 chị đúng chị nhá. Thảo Trần mã hàng là xả nồi lẩu tiền triệu kèm số thoại. Ai cũng khen nồi lẩu nhà Thảo rẻ. Ui dồi ôi, em cảm ơn chị Tuyền Tuyền tặng chị một phần quà không đồng đi em ơi. Mã hàng là xả nồi lẩu tiền triệu kèm. Xả nồi lẩu tiền triệu kèm. Kèm số thoại. Nghe giá nhá mọi người ơi. Em tặng các chị gái ngày hôm nay này 388.000 đồng. Ôi. Và thôi Quỳnh ơi, 12 chiếc đúng không? 12 chiếc ạ. 199.000 đồng cho em. Ui. Má hàng là gì? Xả nồi lẩu tiền triệu kèm. Xả nồi lẩu tiền triệu kèm. Kèm xuống thoại. 199.000 đồng. Chưa đến 200.000. Chưa đến 200.000. Chưa đến 200.000 ạ. 100 bao nhiêu? 199.000. Má hàng là gì? Xả nồi lẩu tiền triệu.
số thoại. Để cho chị hai cái thảo ơi. Chưa chị ơi. Nồi lẩu này nhận được quá tuyệt vời luôn. Em quá cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn chị Khuê Thủy ạ. Em tặng luôn cho chị Khuê Thủy một phần quà không đồng. Okay. Và ngày hôm nay ai có đơn nồi lẩu em tặng một khay hấp không đồng đi kèm đơn. Ôi. Mã hàng là gì? Xả nồi lẩu trên triệu kèm số thoại. Vừa ăn lẩu được, vừa hấp cua được, vừa hấp mực được đúng không ạ? Vâng ạ. Vừa xào rau được, vừa nấu canh được. Chống dính tuyệt đối cho em, không bị bỏng đúng không ạ? Không sợ cháy nổ đúng không? Ok. Mã hàng là? Xả nồi lẩu tiền triệu kèm số thoại. Xả nồi lẩu tiền triệu kèm. Có những màu gì Thảo ơi? Em có hai màu chị ơi. Em có màu trắng sữa và em có màu xanh ngọc. Ok chưa? Để cho chị nồi lẩu Thảo nhé. Ok chị yêu. Chị Mai Dung em xuất đơn nồi lẩu ạ. Chị Cao Lực em xuất đơn nồi lẩu ạ. Chị Hương Lương em xuất đơn nồi lẩu ạ. Mã hàng là? Xả nồi lẩu tiền triệu kèm số thoại ạ. À cái gì từ ngày có nồi lẩu nhà Thảo hay ăn lẩu hơn à? Thế à chị ơi, em tặng chị Hải Nam một phần quà không đồng. Okay. Cảm ơn chị đã ủng hộ em Thảo Trần. Ok chưa? Mã hàng là xả nồi lẩu tiền triệu kèm số thoại ạ. Xả nồi lẩu tiền triệu kèm số thoại là các chị làm sao? Có đơn ạ. Sao lại bán 199 rẻ thế Thảo? Ôi dồi ôi, em đã nói là hôm nay có 12 cái bom, em có đúng 12 cái bom, em tặng các chị gái bao nhiêu tiền? 199 đồng. Thả tiền phát đi. Okay. Em ơi, qua má đi, chán lắm rồi đấy. Thật sự luôn, bây giờ như này, em nói thật là đúng thật sự là ngày hôm nay em xả bom. Các chị cho em nút chia sẻ, các chị cho em nút thả tim. Bây giờ em nhìn thấy cái này em chán luôn, thật sự luôn. Chán từ ấy luôn, từ con người đến chán đấy luôn. Sản phẩm nhà Thảo có uy tín đó mọi người. Thật sự luôn, các chị dùng rồi, các chị biết. Đây là hàng sữa tắm chuẩn Hàn siêu thơm nhà em. Thật lòng luôn là ai 10 khách hàng, 10 khách khen. Lần đầu cho em mã hàng là sữa tắm Hàn kèm số thoại. Sữa tắm chuẩn Hàn kèm số thoại. Các chị mua ở ngoài thị trường là 180 lọ sữa tắm chuẩn Hàn đúng không ạ? Chuẩn luôn ạ. Mã hàng là gì? Sữa tắm chuẩn Hàn kèm số thoại. Sữa tắm chuẩn Hàn kèm số thoại. 99.000 đồng hai lọ. Ủa, 99.000 đồng hai lọ ạ. Ngày hôm nay cho mỗi chị một lọ nữa là ba luôn. Ai mà tắm cái này rồi chỉ có nghiện luôn. 99.000 đồng mua một tặng một, biếu một là mấy? Là ba luôn. Em nó thả tiền. Ok. Bốn chị có đơn thông cảm nhé các chị ơi. Mã hàng cho em Thảo Trần là sữa tắm chuẩn Hàn kèm số thoại. Sữa tắm chuẩn Hàn kèm số thoại. Tắm này nghiện luôn em ơi, để cho chị thêm một set nữa. Chị ơi hôm nay rẻ không các chị ơi. Mã hàng là sữa tắm chuẩn Hàn kèm số thoại. Sữa tắm chuẩn Hàn kèm số thoại. Nhận được sữa tắm à, tắm thích lắm, mềm da. Eo ơi em cảm ơn chị Môi Hồng ạ. Các chị ơi nhớ cho em nhá, hàng này các chị mua 180.000 đồng một chai. Vâng ạ. Em Thảo Trần tặng các chị gái 99.000 đồng hai đã rẻ chưa? Quá rẻ luôn ạ. Ngày hôm nay cho thêm một nữa đã tuyệt vời chưa? Tuyệt vời luôn. Thả cho em nút thả tên. Mã hàng là sữa tắm chuẩn Hàn kèm số thoại. Ôi Thảo bán rẻ quá. Sữa tắm chuẩn Hàn kèm số thoại. Đơn kìa, đơn kìa. Thật sự luôn, báo đơn rồi các chị ơi. Ôi em dừng nhá. Thật sự luôn, cái sữa tắm này thơm lắm. Nhận được hàng xong yêu Thảo nhiều hơn. Em cảm ơn chị Phượng Tròn tặng chị một phần quà không đồng đi em ơi. Để nhớ để cho chị sữa tắm em ơi, hôm trước săn không được à? Ok chị Kim Liên, mã hàng là sữa tắm chuẩn Hàn kèm số thoại. Các chị mua siêu rẻ, tính ra các chị mua đủ rồi, 99.000 đồng ba lọ, tắm cả năm đúng không ạ? Vâng ạ. Tắm cả năm luôn mọi người ơi, sữa tắm chuẩn Hàn kèm sữa tắm nhà Thảo thơm tuyệt, không thơm được phép làm sao? Trả lại thả cho em nút thả tim. Có bếp từ không Thảo? Có bếp từ không em? Có. Mấy cái? Ủa rồi, mã hàng cho em Thảo Trần là bếp từ kèm số thoại. Các chị ơi. Mấy chiếc? Mã hàng cho em Thảo Trần là bếp từ kèm số thoại. Mấy chiếc bếp từ này ngày hôm nay xin phép này, các chị biết bếp từ rất là đắt. Hàng zipline chuẩn Thái đúng không cả nhà ơi? Vâng. Đơn sữa tắm dã man đơn luôn. Các chị ơi bây giờ như này nhá. Các chị ơi bây giờ như này ạ. Em cho các chị cái này. Các chị ơi nhớ cho em này. Thả cho em nút thả tim. Ok ạ. Chia sẻ cho em phát đúng không ạ? Ok. Lên đơn cho em mã hàng là xả bếp từ kèm số thoại. Xả bếp từ kèm số thoại. Bếp từ zipline mà còn bom nữa thì không biết các chị dùng cái gì. Các chị muốn dùng bếp ga để cháy nổ à? Các chị muốn gọi là nhà phải nhiều bếp nhiều ấy thì về ấy à? Một cái bếp từ cân được hết đúng không ạ? Ăn lẩu xào rau nấu canh nấu cơm trên hết bếp từ cho em. Quá tuyệt vời. 2.700.000. 2.700.000. Lên đâu cho em á là xả bếp từ kèm số thoại ạ. Xả bếp từ kèm số thoại. 2.700.000 đúng không? 2.700.000 ạ. Ngày hôm nay các chị chia sẻ em phát. Chia sẻ phát ạ. Thả tim em phát. Các chị mua hôm nay nhá. Xin phép mọi người nhé, mã hàng là xả bếp từ kèm số thoại. Hàng chuẩn chính hãng cho em. Hàng chuẩn chính hãng cho em Thảo, ok chưa? Ok ạ. Em tặng các chị này 688.000 đồng. Ủa ôi. Mã hàng là xả bếp từ kèm số thoại. Xả bếp từ kèm kèm số thoại. Mà thôi 399.000 đồng đi. Ủa ôi. Em chốt đơn cho 5 chị nhanh tay nhất. 5 mã hàng là gì? Xả bếp từ kèm bếp số thoại. Bếp từ này có nồi không? Không chị ơi. Bếp từ này của em 2.700.000. Mà thôi bây giờ như này nhá, 399.000 đồng đúng không? Vâng ạ. Ai lưu số điện thoại cho đơn vào nhà Thảo là 0395363363. Em tặng các chị gái mỗi chị một cái bếp từ không đồng để kèm nồi lẩu không đồng để kèm đồ. Ôi. Các chị lên đơn cho em mã hàng là mua bếp tặng nồi kèm số thoại. Mua bếp tặng nồi kèm số thoại. Không,
tặng nồi kèm. Bếp từ tặng nồi kèm. Má mày là gì? Bếp từ tặng nồi kèm. Ai con bếp chính xác? Bếp từ tặng nồi kèm. Bếp từ tặng nồi kèm số thoại. 399 đồng một cái bếp từ. Vâng ạ. Ngày hôm nay em tặng các chị gái một cái nồi. Ăn lẩu. Nguyên mua cái nồi này hơn 300k rồi. Em tặng với giá 0 đồng. Không đồng. Nguyên đơn đúng cú pháp cho em là mua hết tặng nồi kèm số thoại. Bếp từ tặng nồi kèm. Bếp từ tặng nồi kèm số thoại. Là các chị làm sao? Có đơn ạ. Đúng cú pháp cho em Thảo Trần. Và lưu số điện thoại chốt đơn nhà em vào là 0395-363-363 và 0865-918-363. Chị nào lưu số điện thoại chốt đơn nhà em vào. Ngày hôm nay bếp từ 399 tặng thêm một cái nồi 0 đồng nữa đúng không? Vâng ạ. Lưu số điện thoại chốt đơn tặng thêm một phần quà 0 đồng bất kỳ đi kèm đơn nữa. Thả tim. Ôi. Em nói làm ngày hôm nay xả kho đúng không ạ? Vâng. Các chị vào đơn đúng cú pháp và ai đã lưu số chốt đơn nhà em Thảo Trần vào rồi, em tặng thêm mỗi chị một phần quà không đồng được hơn. Thả tim phân đơn. Nhớ nhá. Bát từ tặng nồi kèm. Em số thoại ạ. 399 rẻ quá. Em nói là hôm nay là em biếu đấy. Mà em còn tặng thêm một cái nồi để đun được với bếp từ. Không đồng đi kèm đơn. Ok chưa? Ok. Má hàng là bếp từ tặng nồi kèm số thoại. Sao đây rẻ thế để chị hai cái. Ủa dồi ôi các chị ơi. Em nói này, em chốt đơn bếp từ cho chị Phan Thanh Toàn ok, chị Minh Lê bếp từ ok, chị Thanh Mùi bếp từ ok, chị Hàng Ngô bếp từ ok. Em chị rồi. Em cho là chị Nguyễn Dung bếp từ ok ạ, chị Thu Lê ok, chị Diên Hà ok. Các chị cần lưu số điện thoại chốt đơn nhà em thả vào là các chị lại có thêm một phần quà nữa không đồng. Ok chưa? Ok ạ. Thả tim. Ok. Má là bếp từ kèm nồi kèm số thoại. Bếp từ tặng nồi kèm. Kèm số thoại. Bếp từ tặng nồi kèm. Kèm số thoại. Ta có mỗi một cái gọi là cái câu văn thôi ý. Thật sự luôn, nó có đâu là có khó đâu mà nó gọi là chỉnh đến 4 lần nữa ấy. Các chị ơi nhớ cho em ạ, à, để cho chị bếp từ nhé, đã lưu rồi cho chị không đồng. Ok, em nói là em làm ok chưa? Má hàng là gì? Bếp từ tặng nồi kèm số thoại. Má đi em ơi, hết rồi, em hết rồi. Các chị ơi đơn quá dã man đơn thôi. Bây giờ như này đi, Tết đến xuân sang, xin phép tặng các chị gái mã này. Nhà nào cũng ăn. Lên đâu cho em bom đúng không? Được. 2 thùng hả? Vâng ạ. Lên đâu cho em á là hạt nêm kèm số thoại. Hạt nêm kèm số thoại. Hạt nêm kèm. Kèm số thoại. Hạt nêm kèm. Hạt nêm kèm. Các chị mua 1 kg hạt nêm ngoài thị trường bây giờ 160.000 đúng không ạ? 160.000 luôn. Nấu hạt nêm nhà Thảo 6 tháng nay rồi đấy. Ôi giời ơi thế à? Lên đâu cho em á là hạt nêm kèm số thoại. Hạt nêm kèm. 6 tháng nay dùng hạt nêm nhà Thảo à? Ngày hôm nay cho chị nhá. Ok chưa? Chị Hồ Hàng này 139.000 đồng 2 cân hạt nêm. Má hàng cho em Thảo Trần là hạt nêm kèm số thoại. Hạt nêm kèm. 100 bao nhiêu? 139.000 đồng 2 cân. 2 cân luôn. Tặng thêm 1 cân nữa là 3 đi em ơi. Ôi. Nói là làm ok chưa? Ok. Má hàng cho em Thảo Trần là hạt nêm kèm số thoại. Hạt nêm kèm. Kèm số thoại. Ôi em ơi. 139.000 đồng 1. 2. Và mới. 3 luôn. Ôi. Các chị ơi đơn hạt nêm thật rồi. Em hoa mắt rồi. Hạt nêm này siêu luôn. Ngon luôn. Hôm nay nhớ để cho chị 2 set nhé Thảo ơi. Em nói luôn nhá. Các chị dùng hạt nêm đỡ tốn tiền mì chính, đỡ tốn tiền nước mắm. Các chị xào rau lại xanh đúng không ạ? Ăn hạt nêm thì nó ngọt mà nó dễ gọi là. Các chị có nồi chiên chị ơi. Mã hàng là gì? Hạt nêm kèm. Nồi chiên có ạ. Lên đâu cho em đúng cú pháp là hạt nêm kèm số thoại. Các chị ơi, không phải 139.000 đồng một cân đâu ạ. 139.000 đồng một cân. Một cân. Tặng thêm một cân là 2. Là 2 luôn. Biếu thêm một cân nữa là 3. Thả thêm quá tuyệt vời. Nói thật luôn là bán cái giá gọi là ối rồi ôi. À, cái gì 2 set hạt nêm luôn Thảo nhé. Ôi trời ơi. Ok. Được luôn. 2 set cho chị luôn. Chị Thái Thanh 2 set luôn. Nào bây giờ như này ạ. Em tặng các chị gái giấy ăn xong em lên nồi chiên nhá. Bây giờ như này ạ. Các chị vào đơn có nước giặt chị ơi. Ôi trời ơi, nước giặt lúc nãy kia, nước giặt còn đấy mà mang hết ra đây. Vâng. Lên đâu cho em á hàng là xả giấy ăn kèm số thoại. Xả giấy ăn kèm số thoại. Các chị ơi, giấy ăn Vietnam Airlines. Các chị mua 60.000 đồng một bịch đúng không ạ? Vâng. 120.000 đồng 2 bịch đúng không ạ? Lên đâu cho em á hàng là xả giấy ăn kèm số thoại. Xả giấy ăn kèm số thoại. 120.000 đồng 2 bịch. Vâng ạ. Em tặng các chị luôn 99.000 đồng 5 bịch. Ủa. Mấy má hàng là gì? Xả giấy ăn kèm số thoại. Xả giấy ăn kèm. Mỗi một bịch này là mấy trăm tờ? 300 tờ ạ. Mà thôi 99.000 đồng mua 5 tặng thêm 5 đi em ơi. 5 luôn. Ui giời, cho ôi luôn 5 gói luôn thì cho nó nhanh hết. Má hàng là gì? Xả giấy ăn kèm số thoại. Xả giấy ăn kèm. Kèm số thoại. Bao nhiêu tiền ạ? 99.000 đồng. 99.000 đồng. Mua 5 bịch giấy ăn. Mua 5 bịch giấy ăn ạ. Tặng thêm 5 bịch giấy ăn là mới. Là 10 luôn. Thả tim phân bố. Ôi. Hôm nay hàng bom 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 luôn. Nhận hàng đến cho em này giấy ăn hàng loại 1 ạ. À. Đây là giấy ăn lụa của Vietnam Airlines, không bàn cãi nữa đúng không mọi người? Vâng ạ. Dùng giấy ăn nhà Thảo quá thích luôn, em cảm ơn chị yêu. Má hàng là gì? Xả giấy ăn kèm số thoại. Xả giấy ăn kèm. Kèm số thoại ạ. Nước
luôn em ơi. Ok. Các chị ơi nhớ cho em nhá. Nói đến lần thứ N nữa cơ. Tập trung hộ em một cái bây giờ. Mua năm tặng năm đúng rồi chị ơi. Xin lỗi các chị nhá, thật lòng đấy. Em nói thật lòng luôn là em bán ngày hôm nay không phải để lấy lãi. Em ơi, mã hàng là gì? Xả giấy ăn kèm cứ 99.000 đồng 10 bịch. Thảo Trần nói 1 là 1, 2 là 2. Không nói lần thứ 3, ok chưa? Mã hàng là xả giấy ăn kèm số điện thoại. Xả giấy ăn kèm kèm số điện thoại. Để cho chị luôn. Một thùng, một thùng là bao nhiêu bịch nhỉ? Một thùng là 40 à? Một thùng là 40 bịch. Ai lấy 4 set em tặng miễn ship không hàng luôn, mua không luôn, không đồng luôn. Miễn ship luôn. Miễn ship luôn. Ủa mã hàng là gì? Xả giấy ăn kèm số điện thoại. Xả giấy ăn kèm kèm giấy ăn này, giấy ăn cho chị Nguyễn Nhung ok này, Huỳnh Thiếu giấy ăn ok này, Trần Thị Hậu giấy ăn ok này, Nhữ Lê giấy ăn ok, mua 5 tặng 5. Mua 5 tặng mới. Tặng 5 luôn. Tổng là 10 mà 10 bên đúng không? 10 bên ạ. Và ai lấy 4 set đúng không? Em thảo làm sao? Miễn ship nhá mọi người nhá. Quá tuyệt vời. Thôi qua mã đi em ơi. Nào bây giờ nước giặt đúng không ạ? Vâng ạ. Cho nước giặt đấy đi. Chia sẻ em phát đi. Thả tim em phát thả đi các chị ơi. Mã hàng cho em Thảo Trần này. Ủa dồi ôi. Các chị vào đơn cho em luôn nhá. Bây giờ như này ạ. Anh bóc bao nhiêu cái giấy ăn nước giặt này anh mang hết vào đây cho em. Bây giờ như này ạ. Nước giặt 3 ly organic đúng không cả nhà ơi? Vâng. Dùng siêu thích luôn giặt quần áo này. Thơm mềm trắng sáng đậm đặc. Ai đã sử dụng 3 ly organic rồi cho em xin nhận xét đi mọi người. Mã hàng cho em Thảo Trần là nước giặt kèm số điện thoại ạ. Nước giặt kèm kèm số điện thoại. Các chị mua nước giặt này bao nhiêu tiền ạ mọi người? Các chị mua có phải là Thảo đang bán 180.000 đồng cho một túi nước giặt 3 lít này đúng không ạ? Chuẩn luôn ạ. Ngày hôm nay các chị vào đơn cho em này. Mã hàng là nước giặt kèm số điện thoại. Nước giặt kèm kèm số điện thoại. Em tặng các chị yêu luôn. Nghe giá nhá, 339.000 đồng hai túi luôn em ơi. Ôi mã hàng là nước giặt kèm số điện thoại. Nước giặt kèm kèm số điện thoại. 339.000 đồng mấy túi? Hai túi ạ. Tặng thêm một túi nữa là mấy? Ba luôn. Ngày hôm nay xả bom cho mỗi chị một túi không đồng nữa là 4, thả tim. Ôi 339.000 đồng. Mua hai tặng hai. Tặng hai là mấy? Là 4 ạ. Ngày hôm nay tặng thêm hai gói xả vài thái không đồng đi kèm đơn nữa em ơi. Mua hai tặng 4 luôn. Nói là làm. Nói là làm nhá các chị yêu nhá. Mã hàng cho em Thảo Trần là nước giặt kèm số điện thoại. Nước giặt kèm bao nhiêu tiền em ơi? 339.000 đồng. Em nói này, mỗi túi này của em nước giặt nhà Thảo thơm lắm, nhận được hàng quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn chị Hiền Liền tặng chị một phần quà không đồng. Cho em bụng nước anh ơi. Nước giặt nhà Thảo vừa thơm vừa đậm đặc luôn, chị giặt không cần xả luôn em hôm ơi. Hôm nay sao bán rẻ thế chị ơi? Em nói luôn ạ. À. Em nói luôn nhá các chị nhá. Ngày hôm nay đây là hàng bom. Bản thân em Thảo đang bán là 180.000 đồng một túi 3 lít này. Nhưng ngày hôm nay em tặng các chị gái 339.000 đồng hai túi đã rẻ rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Đã rẻ hơn được mấy chục nghìn đồng rồi. Nhưng em Thảo tặng mỗi chị thêm hai túi. Túi không đồng. Hơn 6 lít nữa không đồng đi kèm đơn. Ôi. Và ngày hôm nay chị nào có đơn nước giặt này nhận đơn cho 5 chị thôi ạ. 5 chị. Em xin phép nhận đơn cho 5 chị thôi. Ai có đơn nước giặt ngày hôm nay, Thảo còn tặng thêm hai gói xả vài thái trị giá 150.000 đồng không đồng đi kèm đơn nữa, thả tiền. Ôi. Ưu tiên chốt cho chị nước giặt nhé, nhà đông con, cháu ông, cái gì quần áo bẩn ạ, ok. Em chốt đơn cho chị Phạm Vân ạ. Mã hàng là nước giặt kèm số điện thoại ạ. 339.000 đồng, mua 2 túi tặng 2 túi luôn ạ. Mua 2, ôi, ưu tiên nước giặt, em ok chị yêu. Mã hàng là nước giặt kèm số điện thoại ạ. Nước giặt kèm kèm số điện thoại. Sao nay Thảo bán rẻ thế chị ơi, chị Trịnh Bền ơi. Đã bảo là xả bom giá nào em cũng bán ok chưa? Mã hàng là nước giặt kèm số điện thoại. Nước giặt kèm kèm số điện thoại. Nước giặt kèm kèm số điện thoại. Sao bán rẻ thế, để cho chị nhé, ok. Em chốt đơn chị Kim Tuyết ok nước giặt này. Mua 2 tặng 4 đúng không ạ? À, chị Bùi Thị Tuyết nước giặt ok này. Chị Hàng Ngô nước giặt ok này. Cứ mua 2 túi nước giặt ạ. À, tặng thêm 2 túi không đồng ạ. À, tặng thêm 2 túi xả vải nữa là eo ơi, dã man luôn, nó dã man đi. Nó gọi là nó dã man các chị ạ. À. Eo ơi, đơn nước giặt kìa, nói thật luôn. Nghiện nước giặt 3 ly organic luôn. Đây là dòng nước giặt hữu cơ mà em nói là bây giờ đứng đầu, đứng top đầu thị trường rồi. Ok chưa? Các chị ơi vào đâu cho em mã hàng là nước giặt kèm số điện thoại. Nước giặt kèm. Có bổ não không em? Có, nhưng mà trước khi tiên lên bổ não nhá. Ngày hôm nay xin phép các chị gái này. Vào đơn cho em mã này đi. Cho chị nồi chiên ra đây, có hai cái nồi chiên cho luôn các chị đây đi. Các chị ơi, gội đầu có chị ơi. Bây giờ các chị vào đơn cho em này. Em nói luôn nhá. Cái này thì đúng là có đúng hai chiếc thôi. Nồi chiên này nồi chiên to đúng không ạ? To ạ. Nồi chiên 12 lít. 12 lít. Lên đơn cho em mã hàng là nồi chiên 12 lít kèm số điện thoại. Nồi
trên 12 lít kèm số điện thoại. Các chị ơi, muốn nướng cả một con gà thì các chị phải vào cái mã này. Mã hàng cho em Thảo Trần là nồi trên 12 lít kèm số điện thoại. Nồi trên 12 lít kèm số điện thoại. Nước giặt em cho đâu chị Tôn Thu Hiền, ok chị yêu ạ. Các chị ơi, thề luôn mọi người ơi, muốn nướng một con gà, nướng một con cá và 2 kg thịt mà muốn đi được đồ ăn chín thì các chị gái phải lấy cái loại này nhá. Đừng mua cái loại 5 lít, nó bé lắm mọi người ạ. Để cho chị nồi trên luôn, không cần giá không rồi. Đang bán 1.8 triệu, nay bán 1.8 triệu nhá. Nhưng mà xin phép này, hai chị chia sẻ lại. Hai chị ạ. Mã hàng là gì? Nồi trên 12 lít kèm. Nồi trên 12 lít kèm. Kèm số thoại ạ. Em tặng các chị yêu nhá. Nồi trên 12 lít kèm. Kèm số thoại. Nghe giá xong mình ngất luôn này. 529.000 đồng cho em Thảo Trần. Ôi. Mã hàng là nồi trên 12 lít kèm số thoại. Nồi trên 12 lít. 5 lít các chị mua 599. Chuẩn luôn. 7 lít các chị mua 888. Nhưng ngày hôm nay Thảo Trần có đúng 2 chiếc đúng không ạ? 2 chiếc ạ. Lên đơn đúng cú phát cho em mã hàng là nồi trên 12 lít kèm số thoại 500 529 nghìn đồng. Thả tít không nữa. Ôi. Về nhà này nồi trên cơ dùng bảo hành 2 năm luôn nha các chị nhá. Ok chưa? Nhiệt độ này để chiên nướng những cái gì, gà này, cá này, rồi là khoai tây chiên hay là các chị gái nướng sầu riêng. Các chị ơi, chiên sầu riêng chỉ cần vặn đúng 2 nút thôi, thời gian và nhiệt độ, để cho chị nồi chiên vào nhé. Ok chị yêu, rồi khách VIP. Ok chị Hương Ngô ạ. Các chị ơi, nồi chiên xịn lắm, em cảm ơn chị yêu. Lâu lắm rồi em với hết hàng. Đây là hàng bom, có 2 chiếc thôi. Em kỷ niệm các chị yêu, ok chưa? Ok ạ. Này nó xịn lắm mọi người ơi. Nồi trên 12 lít kèm số thoại. Em nói thật các chị, mua ngoài không bao giờ dưới giá 1.5 triệu. Không bao giờ dưới giá 1.5 triệu ạ. Nhưng vào livestream nhà Thảo 529 nghìn đồng. Mã hàng là gì? Nồi trên 12 lít kèm số thoại. Nồi trên 12 lít kèm số thoại. Là các chị làm sao có đơn là nồi đẹp quá để cho chị Thảo bán rẻ. Em cảm ơn chị Bùi Thị Tuyết ạ. Nói thật với các chị luôn là hàng đẹp còn có bảo hành nữa cơ, mua hàng yên tâm, nó quan trọng là như thế. Mã hàng là nồi trên 12 lít kèm. Nồi trên 12 lít kèm. Kèm số thoại ạ. Cái gì đây? À, mua hàng nhà Thảo 6 năm rồi đấy, nhớ để cho chị mã nồi trên này nhé. Các chị ơi, nồi chiên chuẩn nhãn Camel. Ok chưa? Công nghệ Nhật Bản. Em xin phép hôm nay xả bom lên em bán giá này nhé mọi người nhá. Mã hàng cho em Thảo Trần là nồi trên 12 lít kèm số thoại. Nồi trên 12 lít kèm. Kèm số thoại. Qua mã đi. Hết rồi, để tới đằng sau chơi. Chốc nữa cho các chị xe đạp mấy chục nghìn, yên tâm ok chưa ạ? Bây giờ như này đi. Bao nhiêu 20 hộp bổ não bom à? 20 hộp ạ. Những chị nào nhá, hay có vấn đề bị hoa mắt, đau đầu, chóng mặt, không bật máy luôn. Ngày hôm nay các chị vào đơn cho em này, mã hàng là gì? Bổ não kèm số thoại ạ. Chị nào này, các chị ơi, ví dụ như các chị để điện thoại ở đây xong các chị lúc sau các chị lại quên, hoặc là các chị gọi là giảm thiểu trí nhớ, hoặc các chị gái bị đau tiền đình hay bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, các chị vào đơn cho em mã này. Thật sự luôn, cái này mà bom thì em không biết là các chị không bảo vệ sức khỏe hay sao ấy nhớ. Em nói thật luôn, cái này của em rất là đắt. Bao nhiêu tiền một hộp bà Quỳnh? 1.150.000 đồng. Em nói này, em khuyên này, chắc là em sẽ tặng cho 4 chị đi. Mã hàng là bổ não kèm số thoại. 1 triệu bao nhiêu? 1.150.000 đồng. 1.150.000 đồng đúng không ạ? Chuẩn luôn ạ. Mỗi một set như này của em là 60 viên. Ở uống bộ não nhà Thảo hết một liệu trình quá tuyệt vời luôn. Em cảm ơn chị ạ. Lên đơn cho em mã hàng là bổ não kèm số thoại ạ. Bổ não kèm số thoại. 1.1 triệu đúng không? 1.1 triệu ạ. 299.000 đồng một hộp. Ủa ơi, ngày hôm nay bom cho mỗi chị thêm một hộp không đồng mà 2 hộp không đồng nữa đi em ơi. Ôi, mã hàng là bổ não kèm số thoại. Em nói này, 4 chị nhanh tay có đơn, cái này em không có nhiều ạ. Thật lòng luôn, em mong những chị nào, và cái này nhá các chị ơi, phòng ngừa phòng chống đột quỵ, mọi người uống bổ não cho em. Ai mà hay đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đau tiền đình, em nói cái riêng cái mã này nhá, các chị cứ về đi kiểm tra giá. Thảo Trần nói luôn, khoảng tầm 20 hộp bom đúng không? 20 hộp. 299.000 đồng. 299.000 đồng. Mua một hộp, tặng mấy hộp? Tặng 2 hộp luôn. Thả tim. Nói là làm, em thề luôn hôm nay em bán cái giá này thật sự luôn. Chỉ một like duy nhất xả bom đúng không ạ? Okay. Để cho chị bổ não đi, để cho chị nhé em ơi. Ủa rồi, khổ nhá. Bây giờ là như này ạ, bổ não cho đơn cho chị này. Ok chưa? Nguyễn Nhung ok này, Nhung Lan Nguyễn ok này, Nhung Lan Nguyễn nổi trên ok ạ. Bổ não chị Nguyên Lê ok ạ. Bổ não chị Thủy Bùi ok ạ. Các chị ơi, cứ uống hết một liệu trình này là ba hộp ạ. Không hiệu quả em trả lại tiền. Ok chưa mọi người? Okay, mã hàng là gì? Bổ não kèm. Mã hàng là bổ não kèm số thoại. Bổ não kèm. Kèm số thoại. Hôm nay Thảo bán rẻ thế chị ơi, em đã nói là riêng hàng bom nhá. Thảo bán gọi là hết mình luôn. Đã gọi là hết mình và nhiệt tình. Ok chưa? Gọi là bán rồi không tính về giá nữa mà. Điện thoại còn xả có 10.000.
Điện thoại em đọc em đầy hết rồi chị đọc ơi. Chốt đơn rồi ạ. Chốt đơn rồi chị ạ. Còn trong nữa còn có xe đạp đúng không? Vâng ạ. Lên đơn cho em mã hàng là bộ não kèm số điện thoại. Bộ não kèm. Kèm số điện thoại. Là các chị làm sao? Có đơn ạ. Có đơn ạ. 299.000 đồng. Mua một hộp tặng hai hộp không đồng nữa các chị ơi. Các chị còn bảo là lừa đảo à Quỳnh? Ui lừa đảo cái gì ạ? Khổ thân tôi. Em có lừa đảo. Có đúng 20 hộp cho các chị ơi. Em có lừa đảo đâu mọi người. Em bán thật lòng ạ. Em bán thật lòng ạ. Các chị ơi, em không lừa đảo đâu mọi người ơi. Uống bổ não nhà Thảo hiệu quả lắm. Em cảm ơn chị Thu Trần tặng chị một phần quà không đồng đi em ơi. Ok ạ. Qua mã đi em ơi. Nào, uống bổ não kèm ăn táo đỏ cho em đi. Có bằng này cân táo đỏ bom đúng không? Các chị ơi, uống bổ não. Ăn thêm táo đỏ cho em, vừa đẹp da vừa tốt cho não. Lên đơn cho em mã hàng là táo đỏ Tân Cương kèm chốn thoại. Mã hàng cho em Thảo Trần là gì? Táo đỏ Tân Cương. Táo đỏ, đổ cho chị cái táo đỏ ra đây nào. Các chị ơi, mua táo đỏ nhà Thảo ăn vào là nghiện nhá, ngâm rượu cho chồng uống đỡ đau đầu ạ. Ăn táo đỏ nhà em đúng không ạ? Các chị ơi, vừa tốt cho máu, ok chưa? Bổ máu, ok chưa? Lưu thông tuần hoàn máu, đẹp da nhớ, ăn táo rất là tốt. Em cảm ơn chị yêu. Mã hàng là gì? Táo đỏ Tân Cương kèm. Em tặng các chị gái ngày hôm nay không phải 199.000 đồng một cân nữa, mà em tặng các chị luôn 138.000 đồng hai cân. Ủa? 138.000 đồng mấy? Hai cân ạ. Hai đúng không? Hai cân luôn. Cho thêm mỗi chị một cân nữa là ba cho nhanh em ơi. Ủa ơi. Mã hàng là gì? Táo đỏ Tân Cương kèm. Táo đỏ Tân Cương kèm. Kèm số thoại ạ. Nhớ cho em ạ, về ngâm rượu cho chồng uống không bị đau đầu à? Ok chưa? Ăn táo ngon lắm, mỗi một ngày các chị pha trà, uống nước trà gọi là pha trà táo đỏ uống cho em hồng hào da đẹp da. Táo đỏ Tân Cương kèm. Táo đỏ Tân Cương kèm. Sao đẹp thế em kìa. Rồi. Hôm nay gọi là bán vừa biếu ạ. Mã hàng là gì? Táo đỏ Tân Cương kèm số thoại. Táo đỏ Tân Cương kèm. Kèm số thoại. 138.000 đồng một cân. Một cân ạ. Tặng một cân là mấy? Là hai ạ. Cho thêm một cân là mấy? Là ba luôn. Thả tim em ơi. Em nói thật, táo nhà Thảo ngon lắm. Em cảm ơn chị. Quả to hạt nhỏ không bị xốp ạ. Em nói luôn ạ, đây là hàng loại 1 nhà Thảo rồi. Nhá, để cho chị luôn 6 cân về ngâm rượu cho ông xã. Ok chị yêu. Mã hàng táo đỏ Tân Cương kèm xuống đây. Em mời các chị vào đơn. Đấy, các chị vào đơn. Lừa đảo hay không các chị cứ để đơn nhá. Còn em thì em nói tặng là tặng, ok chưa? Ok. Lên đơn chuẩn cú pháp cho em Thảo Trần là táo đỏ Tân Cương kèm. Kèm ơi, đơn táo đỏ kìa, đơn táo đỏ kìa. Xe đạp chúng nó tặng mấy chục nghìn, các chị chờ em một tí ạ. Nhớ em ơi, kiểm tra cái này cho chị này. Cho nó lỏng như này. Hả? Lên đơn chuẩn cú pháp cho em là táo đỏ Tân Cương. Đâu ơi, đơn táo đỏ kìa, đơn táo đỏ. Ôi rồi ôi, em cảm ơn các chị nhiều. Em cảm ơn các chị rất rất nhiều luôn, ok chưa? Đâu ơi, đơn táo đỏ tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Thôi bây giờ như này đi. Cảm ơn các chị gái đã xả mo mộ em. Cảm ơn các chị gái. Bằng này cái này hôm nay cho mỗi chị một tip em bánh răng không đồng đi em ơi. Mã hàng cho em Thảo Trần là táo đỏ ngon tuyệt vời. Em cảm ơn chị yêu. Ui dồi ôi, 138.000 đồng 3 cân thì đúng là nó ngon tuyệt vời và lại còn rẻ tuyệt vời đúng không? Bây giờ như này à, thả cho em trên đất thả cho em. Các chị mua kem bánh răng 110.000 đồng một tip. Kem bánh răng. Ngày hôm nay em xin phép nhá, 110.000 đồng một tip. Hôm nay em cho mỗi chị một tip không đồng đâu mọi người. Mã hàng là kem bánh răng kèm xuống thoại. 99.000 đồng bán tặng các chị gái 3 tip luôn đi em ơi. Ôi. Mã hàng là kem bánh răng kèm xuống thoại. Kem bánh răng kèm xuống thoại. Cho một tip không đồng là 4. 4 luôn. Mà ngày hôm nay cho mỗi chị một tip là 5 đi em. 5 luôn. Thái ơi. Ai nhanh có đơn. Nhanh có bằng này thôi. Em nói thật là kem bánh răng Sensodyne của Thái thì nó quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Hết e buốt, trắng sáng răng, hết mảng bám đúng không ạ? Hơi thở thơm tho. Đấy là những cái gì mà cái e buốt là chị nào mà răng mà uống nước đá mà lạnh buốt hết răng ấy thì các chị dùng cái này cho em. Kem bánh răng này xài thích em, cảm ơn chị. 99.000 đồng mọi khi bán 2 tip. Đúng không mọi người? Chuẩn luôn ạ. Ngày hôm nay biếu mỗi chị một tip không đồng như đã nói. Và vì xả bon tặng thêm mỗi chị 2 tip không đồng nữa, thả tim em ơi. Ok. Mã hàng kem Thảo Trần là kem bánh răng kèm xuống thoại. Kem bánh răng kèm kèm xuống thoại. Để cho chị luôn chị 2 tip chị lấy cho chị bạn cái gì bạn gì nhanh quá chị ơi. Mã hàng là kem bánh răng kèm xuống thoại ạ. Thảo nói là làm uy tín cực, em cảm ơn chị thật lòng. Em đã nói là em làm thật lòng luôn với các chị, không nói sai đâu ạ. Cứ lên đơn nhá, 99.000 đồng mọi khi em bán là 2 tip đã rẻ lắm rồi. So với thị trường là rẻ hơn được 100k. Nhưng ngày hôm nay Thảo Trần tặng mỗi chị 3 tip không đồng nữa, tổng là mấy? Là 5 luôn. 99.000 đồng mấy tip? 5 tip ạ. À? Tip phát nữa em ơi. Nói là làm, không sai một tí nào luôn. Ok chưa ạ? 99.000 đồng cho mấy tip em bánh răng? 5 tip. Đơn bão đơn rồi. Thật sự nó là bão đơn em bánh răng rồi các chị ơi. Eo ơi, dã man đơn kìa.
lên đơn như thế này em biết đó làm sao được các chị. Thảo ơi, để cho chị kem đánh răng nhé. Ok chị yêu ạ. Kem đánh răng cho chị à, Tôn Thu Hiền này. Kem đánh răng cho chị à, Đỗ Đính này. Kem đánh răng cho chị à, Phạm Hạnh Vi này. Kem đánh răng cho chị Bích, Bích Huệ này. Kem đánh răng mua 2 tặng 5 ạ. À. Các chị ơi, cứ lên đơn cho em mã hàng là kem đánh răng kèm số điện thoại. Kem đánh răng kèm số điện thoại là các chị có đơn nhá. Đơn theo cho em. Riêng mã này thì em nói thật lòng luôn, xin mời các anh các chị đi đừng nhìn như thế vô duyên quá. Bây giờ ai thế nhở? Bây giờ như này ạ. Cái mã này nhá, hàng chuẩn chính hãng cho em, lên đơn cho em mã hàng là ấm tiện lợi kèm số điện thoại. Ấm tiện lợi. Đấy, chị nào mà vừa có đơn táo đỏ rồi thì phải săn được cái này. Chị nào mà vừa có đơn táo đỏ rồi thì phải săn được cái này nhá mọi người ơi. Mã hàng cho em Thảo Trần là ấm tiện lợi kèm số điện thoại. Ấm tiện lợi kèm số điện thoại. Hàng chuẩn chính hãng của Sáp này. Quá xịn luôn. 850.000 đồng. Bây giờ này, nó là vừa là một cái ấm siêu tốc, vừa là một cái bình giữ nhiệt, đun một lúc được 3 lít nước và chỉ có mấy phút là sôi thôi. Ok chưa? Nó có cả van gọi là van an toàn. Hôm trước nhận được bình này rồi, đẹp lắm, em cảm ơn chị. Lên đơn cho em mã hàng là ấm điện lợi kèm số điện thoại. Ấm điện lợi kèm số điện thoại. Các chị ơi, nghe giá này thật sự luôn, mã hàng là ấm điện lợi kèm số điện thoại. Ấm điện lợi kèm số điện thoại. Em tặng các chị trong livestream ngày hôm nay 850 đúng không? 850 ạ. Có tất cả 7 cái bo mà 7 cái ạ. Mã hàng là ấm điện lợi kèm số điện thoại. Ấm điện lợi kèm số điện thoại. 850. 179.000 đồng. Ôi, 179.000 đồng. Lên đơn đúng cú pháp cho em là gì? Ở kho nhà em ấy, nhân viên ấy, các bạn ấy cứ đun nước. Đấy, đun nước sôi, cho táo vào đây. Cả ngày con nước sôi, nước ấm để uống trà táo đỏ. Hoặc là các chị ơi, khách đến chơi nhà mang cái ấm này ra đun nước, nó nhanh sôi này, rót này. Eo ơi, xịn dã man luôn. Nó giữ nhiệt cho mọi người nữa cơ mọi người ạ. À. 850 hàng chuẩn Sáp chính hãng đúng không? Vâng. Ngày hôm nay em tặng các chị gái bao nhiêu tiền? 179.000 đồng. 179.000 đồng. Mã hàng là ấm tiện lợi kèm số điện thoại. Eo ơi các chị yêu ơi, nhanh tay nha. Tuyệt cả là vời luôn. Thật sự nó gọi là tuyệt cả là vời, không thể nào tuyệt vời hơn ạ. À. Lên đơn chuẩn của Pháp cho em là gì? Ấm tiện lợi kèm số điện thoại. Thảo để cho chị luôn 2 chiếc, hôm trước nhận về đẹp quá, bà hàng xóm sang lấy rồi. Ôi rồi ôi thế à, em nói thật, cái này là nó xịn thật, nó xịn thật lòng luôn. Nhận hàng các chị phải thấy mê cơ, nó tạo đun được một lúc là 3 lít nước của mọi người ạ. À. Và các chị hãng mà pha trà pha cà phê, chồng mọi người pha trà pha cà phê, cái này tuyệt vời lắm. Lên đâu cho em mã hàng là ấm tiện lợi kèm số điện thoại. Ấm tiện lợi kèm số điện thoại. Để chị 2 chiếc 179k, rẻ bằng 1/4 giá thị trường. Quá hàng chuẩn rồi. Chính hãng và em còn bảo hành 6 tháng, lỗi 1 đổi 1. Ok chưa? Quá tuyệt vời ạ. Lên đơn cho em là ấm tiện lợi kèm số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Phúc ơi, chị đừng nói thế ạ. Cái bánh xe của vali chẳng may nó hỏng, chị để lại số điện thoại, em cho nhân viên nhà em xử lý cho chị nhá. Các chị khi mua hàng nhà Thảo này có vấn đề gì về đơn hàng, các chị liên hệ vào số Zalo là 0971572592 ạ. Nhà em sẽ xử lý hết đơn hàng vỡ hỏng, đơn hàng có bảo hành mà nó bị lỗi hay là như thế nào hết. Ok chưa? Okay. Nhà em làm việc bây giờ là 8 năm rồi, nên là các chị mua hàng các chị yên tâm nhé mọi người nhé. Mã hàng cho em Thảo Trần là ấm tiện lợi kèm số điện thoại. Ấm tiện lợi kèm. Và các chị yêu với giá tiền là 179.000 đồng. Ok chưa? Đúng gọi là cái giá gọi là xả sốc nhiệt luôn. Xả sốc nhiệt luôn. Nào tiếp theo cho em nào. Nào robot tiền triệu. Robot tiền triệu. Các chị ơi, 1.6.000 một con robot. 1.6.000 ạ. Mã hàng cho em Thảo Trần. Robot tiền triệu kèm số điện thoại. Có mấy con bom? 9 con ạ. 9 con ạ. Lên đầu cho em mã hàng là robot tiền triệu kèm số điện thoại. Robot tiền triệu kèm số điện thoại. Các chị mua con robot này này tiện cực kỳ luôn. Nó cứ chạy suốt ngày luôn ở xung quanh nhà. Xong bắt đầu là nó chạy vào gầm giường đúng không? Nó chạy vào gầm ghế sofa, nó hút các bụi bẩn cho mọi người. Lên đơn cho em mã hàng là robot tiền triệu kèm số điện thoại ạ. Mua robot là Thảo về thích làm, em cảm ơn chị yêu. Mã hàng là robot tiền triệu kèm số điện thoại. Nó chạy xung quanh nhà nó hút bụi đúng không ạ? Mã hàng là robot tiền triệu kèm số điện thoại. 800 đã rẻ rồi. Quá rẻ luôn. Nhưng ngày hôm nay tặng các chị gái 158.000 đồng. Ủa. Mã hàng khen Thảo Trần là robot tiền triệu kèm số điện thoại. Robot tiền triệu kèm. Em có 2 màu nhé các chị ơi. Robot tiền triệu kèm kèm số điện thoại 158.000 đồng. Các chị ơi, 158k. Không nghe nhầm đâu, không nghe nhầm ạ. Robot tiền triệu kèm kèm số điện thoại là các chị làm sao có đâu, có đâu là em tặng các chị yêu trong live stream ngày hôm nay 158.000 đồng. Robot quá xịn, nó đi hết góc ngách cả chị luôn. Hôm nay rẻ quá Thảo ơi. Em nói luôn là cái giá này là cái giá gọi là xả hàng bom nhé mọi người ơi. Để cho chị 2 cái 2 màu luôn, cả phòng khách và phòng ngủ. Em cảm ơn chị ạ. 158k. Ai nhanh người để có đơn nhá. Okay. Lên đơn cho em mã hàng là robot tiền triệu kèm. Robot tiền triệu kèm. Mua đơn kìa, đơn kìa. Ôi rồi ôi.
Rồi bớt tiền triệu kèm. Kèm số thoại ạ. Các chị ơi hết thì các chị cả cái này là các chị sạc cho em, ok chưa? Cắm điện sạc cho em Thảo ạ, để cho chị cái robot nhé. Nhìn là mê rồi, ok chị yêu. Nguyễn Thị Hoài ơi, chị cứ lên đơn cho em. Mã hàng cho em Thảo Trần là robot tiền triệu kèm số robot tiền triệu kèm là các chị làm sao? Có đơn ạ. Có đơn ạ. Em tặng các chị yêu bao nhiêu tiền? 158 đồng. Ôi dồi ôi, siêu rẻ luôn. Rẻ rẻ nhất nước Việt Nam. Em nói thật là rẻ nhất nước Việt Nam nhé mọi người nhá. Robot tiền triệu kèm số điện thoại cho em. Các chị ơi, ưu tiên chị chọn màu. Chị ơi, em bán rẻ này nên là nó còn có mấy cái được màu nào lấy màu đấy cho em nhé mọi người nhá. Robot tiền triệu kèm 158.000 qua mã đây, em mua bán rẻ quá. Nào, cái xịt bếp này nốt đây. Lên đơn cho em mã hàng là xịt bếp kèm số điện thoại cho em. Xịt bếp kèm số điện thoại ạ. Các chị mua đâu đấy là 150 một lọ xịt bếp. Xịt bếp đa năng ạ, sạch tất cả các loại là bếp ga này. Những cái cho em cái bàn cái ghế này đi anh ơi. Sạch bếp ga này, sạch tất cả những cái đồ gì xét ố sắt, gì sắt thép ố vàng đúng không ạ? Còn vòi sen đúng em, ok em cảm ơn chị ạ. Mã hàng cho em Thảo Trần là xịt bếp kèm số thoại. Xịt bếp kèm kèm số thoại. Nhá các chị ơi, 150 một chai đúng không ạ? Vâng ạ. Thảo nói luôn này, tất cả bếp ga, bếp nước các thứ chị hoặc là những cái đồ sắt thép gì sắt ố vàng nhé mọi người cứ xịt cho em. 5 phút như này các chị để cho các chị lau ạ. Mã hàng cho em Thảo Trần là xịt bếp kèm số thoại. Xịt bếp kèm kèm số thoại. 99.000 đồng 3 chai đi em ạ. Ủa. Mã hàng xịt bếp kèm số thoại. Đây là biếu các chị gái luôn. 99.000 đồng không mua nổi một chai ngoài thị trường. Nhưng Thảo Trần tặng các chị gái tổng 3 chai. Ai nhanh người đấy có đơn nhé, có mỗi một khoảng tầm mười mấy chai thôi. Lên đơn cho em mã hàng là xịt bếp kèm. Xịt bếp này dùng cái gì đây quá hiệu quả luôn. Đam mê mã này tại vì mùi chanh thơm lắm. Em cảm ơn chị ạ. Em tặng cho chị Nguyễn thêm một phần quà không đồng đấy em ơi. Xịt bếp kèm 99.000 đồng 3 chai. 3 chai. 99.000 đồng 3 chai ạ. Không nói điêu đâu. Các chị ơi thật lòng luôn là hôm nay đấy. Em nói thật là nhìn thấy hàng bom là em gọi là oải lắm rồi. Nhìn thấy hàng bom là oải lắm rồi đấy. Thế nhưng mà thôi cố lên. Tặng các chị gái đấy hàng bom. Nào điện thoại máy tính đặt tên các thứ chốt hết rồi. Chốt cho mọi người xanh chín luôn ok chưa? Ok. Lên đơn cho em mã hàng là xịt bếp kèm số thoại. Xịt bếp kèm kèm số thoại. 99.000 đồng mua một chai tặng 2 chai không đồng đấy các chị ạ. Coi như cái giá ngày hôm nay các chị vừa mua được vừa được tặng quà. Thật lòng luôn, vừa mua vừa được tặng quà. Dùng hiệu dùng xịt bếp quá hiệu quả. Chị nào mà những người gọi là nữ công gia chánh nhờ mà các chị gái mà hay vào bếp và các chị muốn làm mình nhẹ nhàng cho việc bếp núc ấy thì các chị cứ mua cái xịt bếp này đi. Ok chưa? Xe đạp chút nữa tặng các chị mấy chục nghìn các chị ơi. Chút nữa nhá, chờ em một tí ạ. À. Nào các chị lên đơn cho em mã hàng là bột thông cống kèm số thoại cho em. Mã hàng cho em Thảo Trần là bột thông cống kèm số thoại ạ. Các chị mua một lọ bột thông cống này à 110.000 đồng nhỉ. Hôm trước chị em với Quỳnh đi siêu thị thấy họ bán là cái lọ bột thông cống này 110.000 đồng. Bây giờ xin phép các chị gái này lên đơn cho em mã hàng là bột thông cống kèm số thoại. Em tặng các chị gái 89.000 đồng 4 lọ bột thông cống. 4 lọ luôn. 89.000 đồng 4 lọ bột thông cống cho em nhé. Mã hàng à Thạch Dai Dai có chị ơi. Lên đơn cho chị Thạch Dai Dai ra luôn em ơi. Mã hàng là bột thông cống kèm số thoại. Bột thông cống kèm số thoại ạ. 89.000 đồng 4 lọ bột thông cống ạ. Nhận hàng kiểm tra hàng cho em những cái vòi ở cái ống thoát nước của mọi người bị tắc bởi rác đúng không các chị ơi, cứ đổ qua một đêm cho em nó sẽ phân hủy hết rác, phân hủy hết tắc ạ. Lên đơn cho em mã hàng là bột thông cống kèm là các chị làm sao có đơn ạ. Mà thôi cho thêm một lọ nữa không đồng nữa đi em ơi. 89.000 đồng 5 lọ luôn đi em. Bột thông cống này dùng siêu hiệu quả luôn thật em ạ. Sự luôn các chị mua hàng đi. Những cái là cống hay là cái vòi nước của mọi người mà bị tắc đúng không? Các chị ơi em nói thật là mọi người đi gọi cứ thợ về là đã mất tiền, mất mấy trăm rồi nhá. Đúng không ạ? Lên đơn cho em mã hàng là bột thông cống kèm số thoại ạ. Bán hàng làm ơn bán đúng dùng đi shop mua 30 tấm dán tường màu hồng đưa về 3 màu hồng khác nhau, dán làm sao đây kìa. Chị Yến, Nguyễn Thị Yến ơi, chị cho em xin lại số điện thoại đi. Chị cho em xin lại số điện thoại đi, em xem là nhân viên của em nó lên đơn kiểu gì với lại nhân viên nhặt đơn kiểu gì, em sẽ xử lý cái vấn đề đấy nhá chị nhá. Ok chưa? Lên đơn cho em mã hàng là bột thông cống kèm. Kèm số thoại. Bột thông cống kèm. Kèm số thoại. Các chị ơi sao rẻ thế kìa? 89.000 đồng 5 hộp. 5 hộp nào, thạch dai dai đây. Đây siêu ngon. Các chị ơi ăn thạch một lần là nhớ Thảo suốt đời đây này. Mã hàng cho em Thảo Trần là thạch dai dai kèm số thoại. Cho chị cái đĩa ra đây, thạch dai dai kèm. Các chị ơi riêng trẻ con là mê cái món thạch này của cô Thảo Trần lắm. Ăn vừa giòn vừa dai, vị hoa quả ngon cực kỳ luôn. Mã hàng cho em Thảo Trần là thạch dai dai kèm số thoại. Thạch dai dai kèm kèm số thoại. Các chị mua một lần là nhớ suốt đời luôn. Mọi người ơi ăn giòn dai mà không sợ hóc ạ. Để xử lý đơn hàng là chị Nguyễn Thị Yến.